Nguyên Quỳnh chị ơi, để em chọn thêm, hãy gửi nhé. Nguyên Quỳnh hôm qua qua có hai bộ đúng không? Quỳnh là đâu? Quỳnh Nguyên à, chưa có à, đúng rồi. Nhưng mà qua có hai bộ. em cho chị xin thông tin đi. Nguyên Quỳnh ơi, Để chị lên đẩy thông đơn tin cho cho chị em. nha, là chị đẩy đơn, tại vì hôm qua em không có lên thông tin đó, nên đồ của em còn ở đó đó nha cưng. Lấy thêm đi rồi chị gửi cho em. Lên thông tin cho chị đi. Nếu là chị đẩy đơn nhưng mà cứ cho thông tin đi. Rồi, ok em. Rồi, chào cả nhà. Rồi, vô đông đông cho em đi mấy chị. Lên nhiều nhiều lên nha. Lên nhiều nhiều lên mấy chị ơi. Nhớ chia sẻ cho em nha cả nhà. Nhớ chia sẻ cho em đi. Rồi lên đông đông đi mấy chú yêu ơi. Cho em thông tin địa chỉ đầy đủ nha mấy chị nha. Lên thông tin địa chỉ đầy đủ cho em. Rồi ok Nguyên Quỳnh. Nhà này mà đi đâu mà gấp á, mà đi về cũng bị trễ thời gian, đi học hay đi làm, nội dẫn xe ra không chắc cũng hết 15 phút. Đúng rồi. Bây giờ nè, nãy giờ thấy ai ra cũng dời, về tới, về lui, về xui, về người. Có thời gian ghê. Rồi lên nhiều nhiều đi mấy chị nha. Chị nào mua ba lô cho bé đi học á, mẫu giáo lớp 1 gì comment lên cho em luôn, cho mấy chị em sale trên live cho mấy chị luôn. Ba lô cho bé đi học mẫu giáo lớp 1 gì á, comment lên cho em. Rồi chị nào đang xem live lên chấm chấm cho em thấy đi mấy chị nha. Ai đang coi live lên chấm cho em thấy đi, đẹp quá trời luôn. Lấy hai cái đầm mà nó không có chấm, nó có chấm bài mà đâu có chấm đâu. Giờ biết chốt cho nó cái nào trời. Tên gì? Hôm qua bạn cũng nó đâu có chấm đâu, nó đi qua gửi mẫu cho nó cái đầm số 6 đó, con gửi đó. Ừ, thì mấy cái đó số 6 mình đưa gửi ừ biết rồi, nó lấy hai cái mà nó lấy cái tôi có chấm bài, tôi có chấm cái bài đó mà đâu có chấm cái nào. Rồi chào chào cả nhà, chào mấy chị yêu nè, lên nhiều nhiều lên cho em đi mấy chị nha, lên nhiều nhiều lên cho em đi cả nhà. Rồi xin chào con. Lên nhiều nhiều đi mấy chú yêu ơi, nhiều nhiều lên cho em nha. Lên đông đông đi rồi em lên đồ cho mấy chị. Đây. Giờ em còn hai cái nón này nè mấy chị. Hai cái nón này nha. Trời ơi, đẹp quá trời luôn.
Rồi vô nhiều nhiều lên cho em đi mấy chị ơi, lên nhiều nhiều lên cho em đi rồi em lên đồ nha. Hôm nay về thung lạnh nữa đẹp lắm luôn nha mấy chị. Rất là nhiều mẫu luôn. Rất rất là nhiều mẫu nha. Chị nào đang coi like lên chấm chấm cho em thấy đi mấy chị, lên chấm chấm cho em thấy đi nha, đẹp lắm. Bây giờ đầu like em bán tặng cho mấy chị nha, bán tặng cho mấy chị, cho chị nào có chia sẻ cho em đẹp lắm luôn. Ai có chia sẻ cái live stream ngày hôm nay nè mấy chị, vào chính hội nhóm với một lần về trang cá nhân của mình rồi em chốt cho mấy chị. Rồi rồi, nón Adidas 15.000, 15.000 cho mấy chị nào có chia sẻ cho em nha. 15.000 hay 20.000 quên rồi, 15.000. Rồi nón nhện 20.000, chị nào lấy chốt cho em. Chị nào có chia sẻ rồi cứ comment lên cho em là đã chia sẻ rồi nha mấy chị. Chia sẻ cái live stream này là ngày hôm nay vào chính hội nhóm với một lần về trang cá nhân, em ưu tiên cho mấy chị. Hôm nay mua hàng em tặng nón giá rẻ cho mấy chị luôn nha. Nón này tới 65-70 cái luôn. Rồi cưng chưa? Rồi cái nón nhện này nè 20.000. Rồi còn một cái nón Adidas 15.000. Rồi ưu tiên cho chị nào hôm nay mua hàng trên live, mua hàng trên live hôm nay em tặng nón giá bèo cho mấy chị luôn, 15 với 20. Cái 15 cái 20, chị nào đã chia sẻ rồi cứ comment lên cho em, cho hai chị, cho hai chị nha. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi, nhanh tay lên. Vừa bán vừa tặng cho mấy chị nào, ưu tiên cho chị nào hôm nay mua hàng nha. Ưu tiên cho chị nào hôm nay mua hàng. Cưng lắm mấy chị, đây. Cái nón Adidas nè đẹp chưa? Rồi với lại cái nón nhện, nón nào cũng đẹp hết. Cho hai chị nhớ chia sẻ cho em rồi comment lên cho em nha. Nón nhện em bán tặng cho mấy chị 20.000 thôi. Còn cái nón Adidas luôn tặng luôn cho mấy chị 15.000, giá cực sốc luôn. Giá cực sốc cho hai chị hôm nay chốt hàng. Đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi bây giờ em lên cho mấy chị nha. Cái mẫu này là đầu like em sale rẻ cho mấy chị. Đầu like cho con con chó đen size 1 đi con. Chó đen size 1 với cái màu trắng luôn. Màu trắng luôn. Đây. Rồi nhanh tay lên nha cả nhà ơi, chia sẻ cho em nha. Hôm nay mấy chị mua hàng em không tặng có màu đen hả? Mua hàng tặng nón nha mấy chị nè, màu đen nè. Trời ơi. Mua hàng tặng nón ưu tiên mấy chị hôm nay. Mấy chị nào có chốt hàng trên live em tặng nón cho mấy chị. Kìa giờ có hai cái cho hai chị, có hai cái. Rồi ok, Gia Linh nè, Gia Linh có chia sẻ nón 20k. Rồi tặng cho Gia Linh 20k. Nhanh tay lên nha mấy chị, còn một cái nón 15k. Còn một cái nón 15k mấy chị, hôm nay mấy chị chốt hàng trên live em tặng nón cho mấy chị. Giờ còn cái nữa, chia sẻ cái live stream này vào chính hội nhóm với một lần về trang cá nhân nha, một lần về trang cá nhân. Trời ơi cưng lắm luôn. Còn hai cái 15k, còn hai cái 15k mấy chị muốn lấy nón nào cứ comment lên cho em nha. Muốn lấy nón nào có chia sẻ rồi comment lên cho em nha. Đẹp lắm luôn, đã chia sẻ. Rồi đẹp lắm mấy chị ơi, rất 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 đẹp luôn, nhanh tay lên mấy chị ơi, cưng quá à. Ai chia sẻ rồi nhớ comment lên cho em đi mấy chị. Rồi đầu like em lên cái này cho mấy chị nè, sale cho mấy chị luôn, cưng quá luôn á. Rồi bây giờ em sale cho mấy chị cái mã này là thun lạnh nha, thun lạnh là bóng rổ mấy chị ơi, đẹp bánh luôn, thể thao bóng rổ. Rồi sale cho mấy chị 45.000 nè, chị nào lấy chốt cho em đi. Size 4. Size 4 với size 5 45.000. Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi, nhanh tay lên chốt cho em 45.000. Mã bóng rổ xuất sắc luôn. Bộ này là không có chê được điểm nào luôn nha mấy chị. 4 với 5 45.000, 45.000. Ai lấy chốt cho em size 4 với size 5. Chị nào có size nhỏ lên chốt cho em nha. Sale cho mấy chị 45.000. Mã này là đủ size là 75.000 nha mấy chị. Bộ bóng rổ này là tới 75.000. Rồi 45.000 cho hai size, một size 4, một size 5, chế nào có size lên chốt cho em đi mấy chị. 4 với 5 45.000. Đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi ai lấy chốt cho em nha.
Size 4 là tầm 10kg tới 13kg nha mấy chị. Size 4 là 13kg đổ về cho em nha. Size 5 là 14-15kg. Size 5 là 14-15kg. Trời ơi, đẹp lắm luôn. Em sale 45.000 à. Cho chị nào lấy nhanh tay chốt cho em. Đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi 45.000 nha. Ai lấy chốt cho em nha mấy chị. Mã vàng, mã vàng. Hàng này đủ size 75.000 một bộ á cả nhà. Đẹp lắm. Em còn hai bộ sale rẻ cho mấy chị luôn. Ai có size lên chốt 45.000. Sale cho mấy chị 45.000. Ôi nó đẹp lắm luôn á mấy chị ơi, không lấy là tiếc lắm luôn nha. Rồi cái nai nữa, cái nai xanh dương, cái nai xanh dương cho em luôn. 456 45.000 luôn, chị nào có size lên chốt nè. Cái này là lẻ lẻ nên em sale cực rẻ cho mấy chị. Mấy chị nào lấy được mấy bộ này đẹp lắm luôn á mấy chị. 456 nha, 45.000. Ai có size lên chốt cho em mã nai, nai xanh. Cưng chưa? Hàng bóng rổ đẹp lắm luôn cả nhà ơi. 456 456 mấy chị. Đã chia sẻ rồi, em chia sẻ cho chị vô cái mới về trang cá nhân à, vô chính hội nhóm nữa Bích Trần ơi, vô vào chính hội nhóm nữa nha. Mới được vào chính hội nhóm nữa là mới được nha cho La Bích Trần. Rất là đẹp luôn. Nhanh tay lên nha mấy chị, em sale cho mấy chị nè, 45.000 à, mã này đủ size 75.000 á cả nhà, mà đẹp lắm luôn. Rồi ngân đào xanh size 5 ok ngân đào nè. Bộ này xuất sắc luôn, cái mã này nó đẹp lắm mấy chị. Em còn size 4, size nhỏ nên em sale rẻ cho mấy chị nha. Chị nào có size lên chốt đi mấy bộ này. Không thể nào mà hả từ chối được hết trơn, không cần suy nghĩ mà chốt luôn á. 45.000 cho ngân đào nè. Rồi 45 nha, còn một bộ 5 nha mấy chị ơi. 45 ai có size lên chốt cho em nè. 10 hội nhóm luôn rồi, đâu rồi? Chưa có thấy Bích Trần ơi, chưa có thấy. Coi dùm mà Bích Trần coi chia sẻ xuống. Chia sẻ rồi cô chưa? Bích Trần á. Chia sẻ 10 hội nhóm luôn á Bích Trần ơi nha. Sao Bích Trần hiện lên có một lần chia sẻ à, chia sẻ về trang ca hội nhóm à. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi nha, vào chính hội nhóm với một lần về trang cá nhân là 10 lần á mấy chị nha, chỉ cần bấm máy lên chia sẻ cho em. Bên con cũng hiện có một cái. Vào hội nhóm nữa Trần ơi, chưa có vào hội nhóm, máy nó hiện lên là em chưa có chia sẻ vào hội nhóm nha con. Không, hội nhóm rồi. Ê quên. Trang cá nhân. Về trang cá nhân chứ lộn, về trang cá nhân nữa con ơi, về trang cá nhân của mờ của con nữa. Rồi bây giờ em lên lại nha. 45.000 cho chị nào có size. 45 45.000, nhanh tay lên chốt cho em đi, mấy cái nào còn lẻ em sale cực rẻ cho mấy chị. 45 45 45 456 chứ quên. Rồi qua mẫu, cái hàng này đẹp lắm đó chứ, rất là đẹp luôn. 456 nha mấy chị ơi, 456 456, đẹp quá trời luôn, không tặng nè. Ai chia sẻ cho cô đi, hai cái nón này tặng giá 15.000, tặng giá 15.000 cho hai chị. Chia sẻ vào chính hội nhóm với một lần về trang cá nhân nha. Một lần về trang cá nhân mấy chị ơi là em tặng nón giá 15.000, giá 15.000. Đẹp lắm luôn. Nha, nhanh tay lên chốt cho em, xuất sắc luôn. Ai có chia sẻ, alo, thấy con không? Thấy rồi con ơi, thấy rồi. Đẹp quá trời luôn nha, rất là đẹp luôn. Bích Trần, ơi sao thấy Bích Trần chia sẻ, thấy Bích Trần comment chia sẻ rồi mà sao thấy có một lần lên người ta, kỳ quá vậy ta. Không biết, thấy không có về trang cá nhân. Về trang cá nhân đi Trần ơi, Bích Trần. Một lần về trang cá nhân của em á, một lần về trang cá nhân của em nữa cưng. Chị thấy em chia sẻ vô hội nhóm rồi nhưng mà chưa có về trang cá nhân nha, cứ bấm về trang cá nhân mình nữa. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. 15.000 độ cưng. Rồi tặng cho Ngân Đào nè, tặng cho Ngân Đào cái nón này 15.000 nha Ngân Đào. 15.000 cho Ngân Đào nè, đẹp quá trời luôn. Rồi chốt cho Ngân Đào luôn 15.000, vừa bán vừa tặng nha mấy chị ơi. Rồi bây giờ em lên đẹp quá. Thấy không,
người nào mà chia sẻ đủ là nó hiện lên hai cái ngôi sao nha mấy chị nha. Bích Trần chia sẻ đi, rồi cô để cái nón này cho Bích Trần nè. Bích Trần chia sẻ đi nha, đẹp quá trời luôn nha. Hôm nay ưu tiên cho mấy chị, hôm nay chốt hàng, hôm nay mấy chị nào chốt hàng nha, có chia sẻ cho em, có chia sẻ cho em, đẹp lắm luôn. Ôi cưng quá trời cưng luôn, có 10kg nha cưng, chút vỏ có 10kg nha, có 10kg, đẹp lắm luôn, đẹp lắm luôn, rất là đẹp luôn nha. Tự nhiên Bích Trần comment rồi nha cưng, Ngân Đào Bích Trần comment rồi nha em, đẹp quá trời luôn. Đây bây giờ em còn một mã này nè mấy chị ơi, size 10 nè, sale cho mấy chị 69.000 nè, size 10 69.000, ai lấy chốt cho em đi. Size 10 69.000, mã khủng long. Còn một bộ sale giá cực sốc luôn, chưa bằng bộ size nhỏ nữa nha mấy chị ơi, 69.000, đẹp lắm luôn, khủng long kèm size cho em luôn. Rất là đẹp luôn. Rồi nhanh tay lên nè mấy chị ơi, ai lấy chốt cho em đi, 69.000, 69.000. Mã khủng long cho em luôn, rất là đẹp luôn. Size 10, chị nào có size 10 lên chốt nè. Ok Thu Nguyễn nè, size 10, 69.000 cho Thu Nguyễn. Em còn size nào lên size sale size đó nha mấy chị, đầu like là em còn mẫu nào lẻ lẻ sale cho mấy chị, đẹp lắm luôn nha. Trang Nguyễn còn 3 lỗ 3D, còn 3 lỗ 3D không chị? Trang Nguyễn còn nha cưng, mà em lấy size mấy để chút chị lên nha. Còn đẹp lắm, lấy size mấy? Rồi giờ em lên tiếp cho mấy chị, mấy cái nào còn lẻ là em sale giá cực sốc cho mấy chị luôn. Rồi mã này size 9 69.000 luôn, size 9 69.000 luôn, ai lấy chốt cho em size 9. Rất là đẹp luôn mấy chị, a à, cực kỳ đẹp luôn. 69.000 size 9, ai có size 9 lên chốt cho em nha. Bộ suit game đen nè, 69.000 size 9 cho em luôn. Trời ơi, đẹp xuất sắc luôn mấy chị ơi. Chúc Đào quăng cho con cái lóc và nhảy múa trắng với đỏ. Hồi nãy 10kg lấy size 3 đi nha cưng, 10kg lấy size 3 nha em. Màu trắng với màu đỏ. Ok, màu trắng. Rồi quan đợi em xíu nha mấy chị. Rồi đợi qua đợi em xíu nha. Ngân Đào có size 5 không chị? Có nha, theo dõi đi, theo dõi em đi nha mấy chị. Rất là đẹp luôn. À, Trang Nguyễn size lớn hả? Size lớn là size mấy Trang Nguyễn? Size lớn là size mấy? Comment lên cho chị đi nha. Size lớn là em lấy size mấy? Nói nhiều ký thì lấy xài cho dễ luôn. À Trang Nguyễn hỏi size 15. Size 15 hả? Ừ, để còn không, để coi còn mẫu nào lên cho em luôn. Rồi ok. Rồi cưng quá mấy chị ơi, đây siêu đẹp luôn. Rồi cái mã xanh này mấy chị ơi nha. Bây giờ mã xanh này em còn size 5. Size 5, size 6, size 5, size 6 sale cho mấy chị luôn, 55.000, còn có 3 bộ sale rẻ 55.000, bữa em lấy 3 set rồi. Ờ để cho coi còn mẫu nào lấy mẫu đó cho em. 56, 55.000, trời ơi đẹp lắm mấy chị ơi. Chế nào có size lên chốt nè, 55.000 mã xanh, 56, đẹp lắm luôn. Rồi Ngân Đào năm xe cho em 55.000 luôn. Giờ 15 chị còn 3 màu chốt không tình chị. Rồi 55.000 cho Ngân Đào nè. Ủa cô đỏ là hết lóc rồi không cô? Gì? Màu đỏ, để muốn hết lóc nào ở đằng đó, hết rồi. Rồi size 5 cho Ngân Đào nè, 55.000. Chụp bả lộ. Coi sơ quên không có, thôi con lấy mà mặt rồi. Rồi hết rồi. Hết rồi, trả cổ này nè, hỏi giờ nó rồi. Đẹp quá. Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi, qua mẫu. Lên đầu like em lên mấy cái lẻ lẻ cho mấy chị trước nha. Lẻ lẻ là sale rẻ cho mấy chị đó, giá 5. Rồi em qua mẫu nè.
Không, Bizima còn có một bộ à cưng ơi, size 14 còn có một bộ à, lấy thì chốt luôn đi Trang ơi. Rồi bây giờ em lên cái mã này cho mấy chị nè, đẹp chưa? Chị gì hỏi size 15 nha, đợi nha. Trang Nguyễn đợi xíu, Trang Nguyễn đây. Có lên size 15. Đẹp quá trời luôn nè mấy chị, tranh thủ nè, từ từ em lên từ từ với mấy chị nè, cưng quá. Rồi bộ này size 5 nha, size 5. Rồi sale luôn 55.000 luôn, size 5 nha. Size 5. Rồi chốt cho Trang Nguyễn cái bộ Bizima size 14 á. Size 14 mà bộ Mickey á, ừ, sale cho Trang Nguyễn là 79.000. Rồi ok cưng nha, chốt cho em 79.000 cho Trang Nguyễn nè, Trang Nguyễn. Còn bộ à lấy luôn đi, đẹp quá, sale luôn trên like cho em luôn á. 79.000 nè, size 14 cho Trang Nguyễn. Đẹp quá trời luôn. Rồi bây giờ còn bộ này size 5 nè. Thôi size 5 sale 50 luôn, mã này ai lấy chốt cho em đi. Size 5 50.000, size 5 50.000, ai lấy chốt cho em nha, size 5 50. Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi. Bộ này size 5 không có giấy nha con. Rất là đẹp luôn. Ủa tôi bỏ vô cái bao này rồi hả? Bao này. Rồi size 5 50 luôn, ai lấy chốt cho em nè. Nón xanh vàng chữ bao nhiêu vậy cô? Nón xanh vàng chữ. Rồi trả lời coi con, nón xanh vàng chữ trả lời cho Vi Nguyễn nè. Đẹp quá trời luôn. Xanh vàng chữ. Rồi bây giờ mã này size 4, chị nào lấy chốt cho em đi, size 4 sale 50.000 luôn, size 4 nha. Tầm 13 kg đổ về nha, tầm 13 kg, tầm 13 kg đổ về. 101. Đẹp lắm luôn. Rất là đẹp luôn, nó này 101 đúng không? Ừ. Rồi nó này 101 nha, chốt bên like 100 cho Vi Nguyễn luôn. Đây. Rất là đẹp luôn đó, chốt cho con 100 luôn trên like luôn á. Rồi ai lấy mã này chốt cho em nha, size 4, size 4 50.000, size 4 50.000, đẹp lắm luôn. Nón cam đen bao nhiêu vậy cô Bích Trần? Cam đen 115 nha em, giảm trên like là giảm cho em thành 105. Rồi 105 Bích Trần ơi, của Bích Trần cam đen 105 nha, còn của Vi Nguyễn là một cái nào mà có cái này ở đây là trăm mai mấy quên rồi. Nãy trăm mấy? 115 hả? 115 còn 105. Rồi cái đó cũng 105 luôn hả? Cái này nhiêu? 115, trên like còn 105. Rồi, 105 nha Vi Nguyễn, của Vi Nguyễn 105. Còn cái cam đen. Cái cam đen. Cam đen. Cái cam đen của Bích Trần. Mấy chị ơi, nhanh tay lên nha, em sale trên like cho mấy chị hết nha. Sale trên like. Rất là đẹp luôn. Rồi, giờ qua mẫu đi nha. Một tiếng nha. Rồi bây giờ em lên tiếp cái mã này nè. Trời ơi, cưng nó luôn. Siêu đẹp luôn, siêu đẹp luôn. Rồi cái mã này 4 với 6, 4 với 6 sale 55.000, 4 với 6 sale 55.000. Cũng vậy luôn á. Chị nào có size lên chốt nha. Đồng giá với lại cái nón đó. 4 với 6 55.000, cái bỏ cái nón cam đen 105.000 trên like luôn nha Bích Trần ơi, nón 115.000 nha. Rất là đẹp luôn. Rồi ai lấy mã này lên chốt cho em, xe 4 với 5 nha. Rồi sale cho mấy chị 55.000, chị nào lấy chốt cho em 4 5 55.000 luôn. Qua mẫu. Rồi của 3D của em để em chốt luôn hả? Nãy lên ba đâu 3D 3 độ. Rất là đẹp luôn. Cái bộ Mickey đưa cô like cô chưa bỏ lên trên đây. Bữa còn bộ cho để dơ lên. Cái này 13 với 12. Rồi size 13 của 14. Rồi để lên, để lên nha. Ây da. Đẹp quá đây bạn. Rồi bây giờ size 10 nè, bây giờ lên size 10 sắc lắp nè nha. Cái này đúng không? Rồi của Trang Nguyễn cái này còn size 10 nè, 70.000. Ấy quên, size 15 lộn. Size 15 nha, size 15 Trang Nguyễn lấy chốt luôn, còn có 3 màu à nha, size 15. Trang Nguyễn ơi, nhanh tay lên chốt cho chị luôn nha. Xanh lá. Xanh lá bây giờ em còn, em đọc cho mấy chị nè. 3, 4, 5, 6, 7, 8, sale 60.000 luôn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 60. Ai lấy chốt em xanh lá. Trời mấy nón này đẹp xuất sắc miễn chi. Trời ơi, đẹp quá mấy chị ơi. Ai lấy chốt lẹ cho em luôn. 60.000, 60.000, size 15 của Trang Nguyễn còn xanh lá nha. 80.000. Rồi chế nào lấy sắc nắp comment lên cho em nha. Rồi để xíu em lên. Lên một lần cho Trang Nguyễn chốt nè, với lại cái đen. Đây, đẹp lắm luôn á, không lấy là hết rồi. Rồi còn size 15 của Trang Nguyễn. Rồi nhí bây giờ em còn 3 với 6, ai lấy chốt cho em đi 60.000.
36 60.000, size đại còn một bộ size 14, một bộ size 14, size cổ còn 15 với size, 17. Size 15 của Trang Nguyễn là còn 3 màu á. Đẹp lắm luôn nha, rất là đẹp luôn. Nhanh tay lên chốt cho em nè. Rồi đen size 15 cho Trang Nguyễn luôn. Rồi nhanh tay lên ai lấy chốt em đi. Size đại còn một bộ size 14 nha mấy chị, 70.000. Rồi size cổ em còn một bộ size 17, 80.000. Nhanh tay lên chốt cho em. Nhí còn 36 à mấy chị ơi, ai có size lên chốt nha, size 3 với size 6. Đẹp lắm luôn. Rồi 80.000 mã đen cho Trang Nguyễn. Rồi ai lấy nữa chốt cho em nha mấy chị, em qua mẫu nha. Đẹp quá trời đẹp luôn. 36 36 size nhí. Rồi cho Trang Nguyễn mã đen. Đâu rồi còn mẫu nữa nè. Đó, ba màu. Rồi lên thêm một màu này nữa nè mấy chị ơi, cưng lắm luôn. Lấy đi nha Ngọc ơi, cưng quá à. Ê Trang ơi. 356 60.000, 356 60.000. Size đại còn 15 17 19, 15 17 19, size cổ chứ hết size đại rồi, mã này hết size đại rồi. 15 17 19, chị nào lấy chốt cho em luôn nha. 15 17 19. Trời ơi quá đẹp luôn. Rồi Vi Nguyễn 6 có luôn. Nhanh tay lên nha mấy chị ơi, 50 60.000 size nhí. Vi Nguyễn nè, 60 nè, size 6, Ngân Đào size 5 có luôn nè, Ngân Đào luôn. Ai có size lấy size 3 lên chốt cho em nha. Size 3 là tầm 8 kg tới 12 kg nha mấy chị ơi. 8 kg tới 12 kg. Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi. Rồi xanh cho Trang Nguyễn size 15 luôn, 80. Ôi cái mã xanh lá không lấy uổng quá à, Trang. Mã xanh lá hốt luôn đi. Trời ơi, cục mẫu này đẹp quá trời luôn. Cái mã này đẹp lắm luôn á, mã xanh lá nè. Cưng ơi là cưng luôn, rồi qua mẫu nha mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Quần quần quần. Cái gì quần gì? Quần của áo mình. Ở trong á mới lấy ra. Đẹp quá luôn, rồi qua mẫu nha cả nhà. Bây giờ em lên lại cái xanh lá này, nhanh tay chị nào lấy chốt cho em nha. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. Em đọc lại size nè. 15 với 20, size cổ 15 với 20 là 80 nha. Size đại em còn một bộ size 11, size nhí còn 3 4 5 6 7 8, mã xanh lá cho em luôn. Trời ơi, nhanh tay lên nha mấy chị ơi. Ai lấy chốt lẹ cho em luôn cả nhà ơi. Chị đã sale trên live rồi, Trang ơi đừng có trả giá chị Trang. Chị đã sale ở trên live rồi nha mấy chị ơi, em bán đồ là mấy chị đã biết rồi đó nha. Rất là giá là phải chăng luôn cho mấy chị dễ mua á nha. Hết rồi con ơi, hết rồi. Đẹp lắm luôn. Vi Nguyễn còn màu vàng không cô? Vàng size 6 còn cho Vi Nguyễn không? Đẹp quá trời. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Đẹp lắm, cái bộ này đẹp lắm luôn. Rất là đẹp luôn. Thấy lấy luôn đi em là. Xanh lá cho Trang Nguyễn luôn nè. Size 15. Xanh lá còn bộ size 17 á. 80.000. Cái nào còn size 6 lên cho Viên Nguyễn nè. Rồi qua mẫu nha, lên đồ size 10 nha cô. Rồi ok, lên đồ size 10. Cưng quá trời luôn. Rồi bây giờ em lên cho mấy chị nè, đẹp lắm luôn. Rồi cái mã vàng còn size 6 này nha mấy chị ơi, em đọc size nè. Cái này cũng còn 6. Size 3, size 6, 3 với 6, sale 60. Size đại còn một bộ size 14. Size cổ còn một bộ size 20. Rồi chế nào lấy chốt em mã vàng. Trời ơi đẹp lắm luôn nè. Rồi lấy chốt đi Vi ơi, Vi ơi Vi. 3 với 6, một bộ size 3, một bộ size 6. Size đại còn bộ size 15. 14 nha. Size đại em còn bộ size 14, tầm 37 tới 40 kg á. Rồi size cổ còn bộ size 20, đẹp lắm luôn, 60 kg. Rồi qua mẫu. Rồi lên thêm một mã đen nữa nè. 36 36 36 14 17. 36 14 17. Chị nào lấy chốt em mã đen. Mã đen, trời đẹp lắm luôn. 36 14 17. Quá đẹp luôn, nhanh tay lên chốt cho em nha cả nhà ơi. Rồi qua mẫu. Ủa sáu này vàng ai hỏi không lấy hả? Họ lên rồi, Vi Nguyễn không lấy hả? Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi. Vi Nguyễn có lấy chốt mã vàng không? Vàng còn size 6 kìa cưng. Rồi bây giờ em lên cái mã này nha. Hết rồi cưng, của em hết hàng rồi. Trang Nguyễn size 15.
Đó thì Cương ơi, mua sớm tí là còn đủ hết luôn á. Rất là đẹp luôn nha, em mua sớm tí là còn đủ đủ hết tất cả các mẫu luôn á. Rồi đấy, tay ngắn quần dài á chị, size 15 còn đủ mẫu lấy không? Có lấy tay ngắn quần dài thôi. Lạnh nữa, khung lạnh nữa. Hàng khung lạnh á Trang ơi, đẹp lắm luôn. Size 14 chứ đâu có 15, hàng size 14. Rồi cho Vi Nguyễn nè, 60 size 6 mã vàng. Ok. Rồi bây giờ em lên cái mã này nè nha mấy chị. Trời ơi đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Ai lấy cá lên chốt cho em một cá này nha mấy chị. Siêu đẹp luôn. Nhí 60 đại 74 ngàn. Nhanh tay lên chốt cho em nha. Em đọc size nè. 4, 5, 6, 7, 8. Rồi sale cho mấy chị 60 ngàn. Cá cho em luôn. Cá trắng, cá trắng. Em đang lên 3D cao cấp cho mấy chị nè. Đẹp lắm luôn. 4, 5, 6, 7, 8 nha cả nhà ơi. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ngân đào lên thông tin. Trời ơi đẹp lắm luôn nha. Ngân đào lên thông tin cho chị nha. Ngân đào rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Nhớ chia sẻ cái livestream này về trang cá nhân của mình nha mấy chị. Nhớ chia sẻ cho em. Đẹp lắm luôn. Rồi ai lấy chốt cho em nha. 4, 5, 6, 7, 8. Bữa trước 3 set. Bữa nay 3 set là 6 set rồi. Rồi ok cưng. Đẹp lắm luôn. Rồi chế nào lấy chốt cho em nè. Mã cá nha. Qua mẫu nha mấy chị. 60, 74. Lớn nhất là 40kg. Lớn nhất là 40kg. Từ size, từ size 4 cho tới size 14. Đủ size. Ai lấy chốt em cá nha. Đẹp lắm luôn. Qua mẫu nha mấy chị. 4, 5, 6, 7, 8. Cá trắng. Cá trắng cho em luôn. Qua mẫu. Nhớ sắp lại nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị. Đẹp lắm mấy chị ơi, không lấy là uổng lắm luôn. Gửi luôn, bữa nay gửi luôn cho chị rồi, ok em, bữa nay gửi luôn nha. Rồi lên tiếp mẹ mã này cho mấy chị nè, cưng chưa? Rồi cái mã xuất game xanh mấy chị ơi, 4-14 luôn, nhí 60, đại 74. Rồi mã xanh nhanh tay lên chốt cho em nè, mã xanh 4-5-6-7-8, nhanh tay lên mấy chị ơi, 60 ngàn, size nhí 60 ngàn, size đại 74 ngàn. Trời ơi, quá đẹp luôn. Rồi cái bộ suit game này đẹp lắm. Nhanh tay lên chốt cho em nha. Giá sale trên like. Rồi mã xanh cho Ngân Đào luôn. Size 5. 60. Size đại 74. Cả nhà ơi lấy chốt lẹ cho em luôn nha. 60, 74. Bộ này đẹp lắm luôn. Size 10 cho em luôn nè. Cho Gon luôn. Siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Không lấy là tiếc lắm luôn nha. Rồi size 10 cho Gon luôn. 74. Giấy 60. Đại 74. Nhanh tay chốt cho em nha. Mã xanh. Ai lấy nữa chốt em mã xanh kèm size cả nhà ơi. Trời ơi bộ đẹp quá mấy chị ơi. Lớn nhất tới size 14 mấy chị. Lớn nhất tới size 14 nha. Có 74 ngàn em sale trên like cho mấy chị. Mã này nó đẹp lắm luôn. Rồi chế nào lấy mã này lên chốt em mã xanh nha. Mã xanh kèm size qua mẫu. Mã xanh kèm size. Ủa mấy bộ này đẹp đẹp không nha mấy chị ơi. Không lấy là tiếc lắm luôn. Không lấy là tiếc lắm á. Rồi bây giờ em lên thêm một mẫu nữa nè. Đẹp lắm chị ơi. Ôi cưng chưa. Trời ơi đẹp lắm mấy chị ơi. Khủng long vàng cho em luôn. Khủng long kèm size mấy chị ơi. 10 tí size 4 đến size 14. Nhí 60 đại 74. Mã khủng long vàng. Nhanh tay lên chốt cho em nè. Quá đẹp luôn. Mấy cái mẫu này đẹp lắm luôn. Này tới 2 ri rồi nha nên có gì hỏi còn. 10 tới 14. Ấy quên, 4 tới 14. Trời ơi đẹp lắm luôn. Thun lạnh dài tay cái gì? Thun lạnh quần dài tay cọc đi chị. À cái còn size 5 không để chị lên cho Ngân Đào cho thun lạnh cho Ngân Đào ơi con. Thun lạnh tay ngắn quần dài á. Rồi chế nào lấy nhanh tay lên chỗ em mã khủng long nha. 4 5 6 7 8 60 ngàn. 4, 5, 6, 7, 8, 60 ngàn. Rồi 60 ngàn size 8 cho Vi luôn nè con. Giấy mai ri đại con. Trời ơi cưng quá mấy chị ơi. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nhanh tay chốt cho em nè. 74 nha. 60, 74 giá sale. Size 5 cho Ngân Đào á. Đẹp lắm luôn. 60, 74 đẹp lắm luôn nè. Ai lấy chứ em khủng long nè. Khủng long kèm size. Khủng long kèm size nha. Đẹp quá mấy chị ơi. Cực kỳ đẹp luôn. Rất là đẹp luôn, chế nào lấy chốt cho em nha. Ai lấy chốt em khủng long nữa nè, em qua mẫu nè mấy chị ơi. Khủng rồi, long, khủng long em hết tắm nào. Rồi qua mẫu, khủng long.
Rồi bây giờ em lên cái mã này tay dài nha, tay ngắn mà quần dài em sale cho mấy chị 70.000 nha. Mấy bộ này là xịn sò lắm đấy nha mấy chị nha. Hàng thun lạnh này là cao cấp nha mấy chị. Tay ngắn mà quần dài. Bây giờ em đọc size cho chị nào lấy chốt cho em nè. 4 với 5, ai lấy mã này chốt em mã đỏ. Trời ơi cái mã này hot lắm luôn á mấy chị, cái mã xuất game này hot lắm luôn á nha. 4 với 5, ai lấy chốt em mã đỏ kèm size 4, 5. Rồi Đào có lấy không? Đỏ kèm size cho chị nha. Nhanh tay lên nha mấy chị. Dí 70 size đại 85.000, lớn nhất 40kg luôn. Đỏ kèm size. Nhanh tay lên mấy chị ơi, đỏ kèm size cho em luôn. Ôi đẹp lắm luôn á. À lấy em 2 set quần dài tay ngắn, gửi mẫu bên chị, bên tin nhắn chị tính giá trên like nha. Trang Nguyễn. Tính giá trên like nha. Gửi mẫu để coi, để coi còn không nha, coi tin nhắn của Trang Nguyễn đi rồi ok cưng. Ok Trang Nguyễn luôn, để chị coi cái tin nhắn của em coi còn không nha. Đẹp lắm luôn, size 14 rồi nha cưng. Mã này là lớn nhất size 14 nha. Rồi Ngân Đào size 5 nè, 70 trên like luôn. Dí 70 đại 85 nha, dí 70 đại 85. Ngân Đào size 5 nè, ok nè. Minh Dung Tăng nè, trời ơi lâu quá mới gặp em. Rồi chia sẻ cho em chị luôn đi nha mấy chị ơi, nhớ chia sẻ cho em đi cả nhà ơi. Minh Dung Tăng size 4 luôn, 70.000 luôn. Trời ơi siêu đẹp luôn. Chế nào có size lên chốt cho em nha mấy chị. Rồi cả nhà ơi nhớ chia sẻ cái livestream này về trang cá nhân của mấy chị nha. Về trang cá nhân của mình á. À, nhớ chia sẻ cho em đi cả nhà. Đẹp lắm luôn, gọi em lên thêm cái mã này luôn mấy chị. Rất là đẹp luôn. Ôi cưng chưa. Ôi mấy mẫu này đẹp lắm luôn cả nhà ơi, nó siêu phẩm luôn á. Nhanh tay lên chốt cho em nè. Cá vàng nhí là nè 70 đại 85. Nhí 70 đại 85, size 4 size 5 70.000. Size 4 size 5 70.000 nha mấy chị ơi. Hết size 6 Ngân Đào ơi, không có size 6 nha em, hết rồi, mẫu này hết 6. Đẹp lắm luôn. 4 năm không lấy thì chị bỏ ra nha, không lấy thì chị bỏ ra, đẹp lắm luôn nha. Size 4 cho Minh Dung Tăng cá vàng. Đẹp quá trời đẹp luôn. Ok Minh Dung Tăng nè, cực kỳ đẹp luôn. 70 Dung Tăng ơi, chia sẻ cho chị đi Dung Tăng. Chia sẻ cho chị cái livestream này về trang cá nhân của em đi nha. Về trang cá nhân của em á. Rồi 70. Rồi còn một bộ size 5 cá vàng, chị nào lấy chốt cho em đi. Còn một bộ size 5, ai lấy nhanh tay chốt cho em nè. Size 5 cá vàng, rất là đẹp luôn nha. Chị nào lấy size đại comment lên cho em. Ai lấy size đại comment lên cho em nha cả nhà ơi. Rất là đẹp luôn nha. Chế nào lấy chốt lẹ cho em luôn mấy chị ơi. Ai lấy chốt lẹ cho em luôn cả nhà. Rất là đẹp nha. Ai lấy chốt em cá vàng size 5. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Cá vàng size 5. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nha. Bỏ ra hết giùm em lên đi hả gì. Rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nè, đẹp quá trời luôn. Rồi bây giờ em đọc size nha, 4 năm sale 70 luôn, mã nhện xanh, 4 năm. Bây giờ size nhí em còn 4 năm mà mấy chị, ai lấy chốt cho em. Rồi size đại là 85, size nhí 70, tay ngắn quần dài, đẹp lắm luôn, nhện xanh. Chế nào lấy tay ngắn quần dài comment lên cho em luôn nha. Đẹp xuất sắc luôn mấy chị ơi. Rồi em qua mẫu nha mấy chị, qua mẫu nha. Chung quá. Nãy giờ bỏ ra hết đó. Lấy lại tay 6, biết còn đủ tay 6 nè. Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi, em lên tiếp cái mã này cho mấy chị nè. Chị không biết tay hỏi thì đừng có làm gì. Đẹp quá trời luôn. Rồi bây giờ em lên tiếp cái mã này, nhện xanh có nón tặng không cô Hi Hi Vi Nguyễn, cái nón tặng không, đây tặng đây nha. Rất là đẹp luôn. Chị nào có chia sẻ cho em đi mấy chị, chia sẻ cho em đi. Ai chia sẻ cho em cái livestream này vào chính hội nhóm với một lần về trang cá nhân đi mấy chị nha. Rất là đẹp luôn. Đây nón này tặng mấy chị giá 20.000 nè, nón này tặng 15.000, em còn 2 cái cho 2 chị đó. Chị nào mua hàng hôm nay thì mới được tặng nha mấy chị nha. Đẹp lắm luôn. Nón này là 20k, ý quên, nón này là 15k, nón này là 20k. Rồi cái nhện là 20k nha. Cái Adidas 15k.
Rồi bây giờ em lên tiếp nè mấy chị ơi. 4, 5, 6, 7, 8 sale 60 ngàn nha. 9, 10, 11, 12, 13, 14 9, 10, 11, 12, 13, 14 74 ngàn. Ai lấy chốt cho em, rất là đẹp luôn. Rồi chế nào lấy nhanh tay chốt cho em nha mấy chị ơi. Ưu tiên cho mấy chị nào có chia sẻ nha mấy chị nha. Có chia sẻ cho em nha, rất là đẹp. Quá đẹp luôn. 60-74, 60-74 nha. Rồi ok Vi Nguyễn chia sẻ cho cô chưa? Vi Nguyễn ơi, chia sẻ cho cô chưa Vi Nguyễn ơi? Đẹp lắm luôn. Nhớ chia sẻ mới tặng nón nha mấy chị. Mấy chị có chia sẻ cho em á thì em mới tặng nón giá sốc cho mấy chị. Đẹp quá trời luôn. Rồi Ngân Đào size 6. Ủa Ngân Đào ơi, bé của em nhiêu ký cưng? Bé của em nhiêu ký giờ? Hồi nãy lấy size 5. Hồi nãy lấy size 5 mà bây giờ đổi qua size 6 hả? Đổi. Ngân Đào kêu đổi là hết toàn bộ á, size 6. Thôi sao vậy? Thì đó, vậy mới nói. Ngân Đào nãy giờ chốt nhiều lắm rồi Ngân Đào ơi nha. Suy, bộ suy nghĩ kỹ đi rồi hãy chốt hàng nha mấy chị. Em bỏ tới bỏ, đổi ra đổi vô lắm. Có mấy cái cũng đâu có size 6 đâu. Rất là đẹp lắm, không có size, mấy cái mẫu đó sale không có size 6. Sao đổi? Đẹp luôn. Suy nghĩ kỹ đi, hãy chốt hàng mấy chị ơi nha. Suy nghĩ kỹ đi, bé mình bao nhiêu ký. Rồi comment lên cho em đi, rồi em tư vấn size nha. Tư vấn size cho mấy chị. Ừ. Rất là đẹp luôn á. Rồi chế nào lấy lên chốt cho em nha. 16 ký thì lấy size 6. Hồi nãy lấy size 5, nãy comment size 5 quá trời luôn rồi cưng. Rất là đẹp luôn á. Rồi chế nào lấy nhanh tay chốt cho em nè. Mã nhện size 6 cho Ngân Đào nè. 60 ngàn. Rồi chế nào lấy nữa chốt lại cho em luôn nha mấy chị ơi. Ai lấy mã này lên chốt cho em. Đẹp lắm luôn. Rất là đẹp luôn. Để coi mấy cái mã đó coi có cái nào có size 6 thì lên cho Ngân Đào. Còn không có thì bỏ ra hết. Đẹp lắm. Rồi nhanh tay lên nha mấy chị ơi. Chị nào lấy nữa chốt em mã nhện xanh nha. Nhện xanh này em có tới 40kg nha mấy chị. 40kg lần đẹp lắm luôn. Rất là đẹp, bộ 3D xịn sò luôn. Nhanh tay lên nè cả nhà ơi, đẹp quá trời đẹp luôn. Chế nào lấy chứ em nhận xanh, qua mẫu nha mấy chị. Ai có chia sẻ nón cho em đi mấy chị nha. Chia sẻ nón cho em. Ủa nãy đưa cho gì, Vi Nguyễn cái nón này chưa ta? Chưa. Chưa phải không? Rồi cái nón 15 ngàn cho Vi Nguyễn nha. Rồi ok, Ngân Đào mốt cứ comment lên cho chị đi. Cứ comment lên cho chị nha, không có nhớ là cứ comment lên đi, chị tư vấn size nha. Chị tư vấn size cho dễ lấy lắm. Chị cho dễ lấy luôn á. Rồi Vi Nguyễn có cái nón 15 ngàn nha Vi Nguyễn. Rồi bây giờ em còn một cái nón 20 ngàn nè cho chị. Cái gì? Cái này có ai lấy không? Đẹp lắm luôn nha. Em còn một cái nón 20 ngàn cho mấy chị nào chia sẻ cái livestream này vào chính hội nhóm một lần về trang cá nhân cho em. Em tặng cho mấy chị giá 20k. Nón nhện này giá 20k. Nón nhện này em đang bán là 70 ngàn nha. Nón nhện là 70 ngàn. Đẹp lắm luôn. Rồi Ti Ti ơi, có chia sẻ cho Ti Ti. Ưu tiên cho mấy chị nào mua hàng nha. Mấy chị có mua hàng thì em mới tặng nón nha. Đẹp lắm luôn. Có Ti Ti chia sẻ đi. Rất là đẹp luôn. Có chia sẻ cho em vào chính hội nhóm một lần về trang cá nhân cả nhà ơi. Tặng nón giá bèo cho mấy chị 20 ngàn. Rồi qua mẫu nha. Ti Ti có chia sẻ đâu, tôi tặng không có chia sẻ cái gì nữa. Rồi qua mẫu nha cả nhà ơi. Rồi em lên tiếp cho mấy chị nè. Ai có chia sẻ mới được nha mấy chị ơi. Rồi chế nào lấy nhanh tay lên nha. Ti Ti đâu có chia sẻ gì đâu cưng. Có chia sẻ cho em ngày hôm nay, em ưu tiên cho mấy chị á, chia sẻ cho em cái livestream này vào chính hội nhóm với một lần về trang cá nhân giá 20 ngàn. Tụi vì cái nón này em đang bán là 70-75 á. Đẹp lắm luôn. Rồi bây giờ em lên tiếp cái mã xe nè. Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi, siêu đẹp luôn. 60-74, chế nào lấy chốt cho em. 60-74, Trân ơi, Huyền Trân em comment gì vậy? Lấy em hai cái nón nha cô, nón gì cưng? Đẹp quá trời luôn, 60-74, ai lấy chốt em xe hơi kèn sai nha mấy chị, 60-74, trời ơi, đẹp lắm luôn, rất là đẹp luôn, ưu tiên trên like mấy chế nè, ưu tiên trên like nè, đẹp quá trời luôn, tay 6 cho Ngân Đào, 60-74, rất là đẹp, nhanh tay lên chốt cho em nha. 60-74, mã xe hơi, xe hơi.
đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Xe hơi size 10 cho gon luôn nè, 74.000, đẹp lắm mấy chị ơi, rất rất là đẹp luôn. 74.000. Có luôn. Rồi chị nào lấy nữa, bô rip quần dài tay ngắn đi cô. Rồi ok, Dung Tăng size 4 đúng không? Đợi con xíu. Rồi đẹp lắm luôn mấy chị. Nhanh tay lên nè, ai lấy xe hơi lên chốt xe hơi cho em qua mẫu nha mấy chị, qua mẫu qua mẫu. Xe hơi à. Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi. Nè nè nè, giấy nè. Hai giấy. Bộ size 6 với bộ size 10. Ừ. Rất là đẹp luôn. Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi. Ti ơi Ti, chia sẻ cho chị mới được tặng nha. Nhớ chia sẻ cái livestream này vào chính hội nhóm. Tự nhiên không có chia sẻ sao đâu có tặng nón đâu. Chị mua hàng, chị ưu tiên cho khách hàng hôm nay mua hàng được tặng nón giá bèo. Được tặng nón giá bèo. Đẹp lắm luôn. Rồi giờ lên cái nào, lên đưa cái bộ bô rip đi, tay ngắn quần ngắn size 4, nãy kia 59.000, size 4 mấy cái mã nào size 4 lên. Rồi giờ em lên thêm một bộ nữa nha mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn. Rồi lên thêm một mã này đợi xíu đi nha Dung Tăng, đợi xíu đi chị lên, rất là đẹp luôn. Rồi cái mã này ngầu chưa mấy chị ơi, robot cho em luôn, robot. Cái mã tay ngắn quần dài bô rip á, size 4. Đẹp quá trời luôn. Nhanh tay lên chốt cho em nè mấy chị. Đẹp chưa? Robot kèm size 10kg tới 40kg nha, 10kg tới 40kg. Chị nào lấy, trời cái bộ này nó đẹp lắm mấy chị ơi. 10kg tới 40kg. Chế nào lấy chốt em mã robot đi. Mã robot kèm size nha. Robot kèm size TT. Chia sẻ nãy giờ quá trời mà sao bên cô nó không có hiện. Có chia sẻ đâu, có là chia sẻ. Có là nó hiện lên là... coi Titi comment rồi có chia sẻ rồi mà sao bên đây nó không hiện lên. Lát đi, để mình đợi người khác. Đẹp lắm luôn. Rồi nhanh tay lên nha mấy chị ơi, robot kèm size cho em luôn. Nhanh tay lên nha mấy chị ơi, robot. Cực kỳ đẹp luôn, robot size 10 nè, có luôn nè. Đẹp quá luôn, bên trang cá nhân con nó hiện một đống. Rồi để cô coi lại cho bên đây có nó hiện lên dữ chưa. Quá trời luôn. Rồi size 10 nè. 74.000, trời ơi mãi này nó đẹp quá trời. Rồi chế nào lấy nữa lên chốt cho em nè nha. Robot kèm size, robot kèm size đẹp lắm luôn á. Quá đẹp luôn nha mấy chị ơi. Quá đẹp, em qua mẫu nha. Chế nào lấy cho em mã robot nha, robot. Rồi chút để coi lại đi, rồi chốt với TT nha, chốt với TT trước đi, chút gì coi lại đẹp lắm luôn á. 20.000 cho TT nè nha, chốt cho TT nè, 20.000 để chị dễ đi coi máy lại coi, đẹp quá trời luôn. Mấy chị chia sẻ là nó hiện lên nè, 9 lần vào hội nhóm với 1 lần về trang cá nhân của mình là nó thì sẽ hiện lên nha, nó sẽ hiện lên, đẹp lắm luôn. Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi, qua mẫu nha. Chia sẻ hội nhóm chưa, trang cá nhân thì rồi đó. Hội nhóm có chưa? Rồi, trang cá nhân rồi, hội nhóm chưa? Hội nhóm em chưa có chia sẻ bởi vì nó không có hiện lên. Có hội nhóm về hội nhóm nữa. Robot 10. Rồi bây giờ em lên cái mã này nè mấy chị ơi, tay ngắn quần dài sale cho mấy chị 59.000 nè, Dung Tăng lấy chốt đi Dung Tăng ơi. Đẹp quá trời luôn, 4 với 6. Ai lấy tay ngắn quần dài lên chốt cho em nè. 4 với 6 em sale mã này cho mấy chị nè. 57.000. 57.000 tay ngắn quần dài, ai lấy nhanh tay chốt cho em nha. Đẹp lắm luôn, 57.000 size 4 với lại size 6. Size 4 với size 6 nha. Đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi chế nào lấy chốt cho em đi 4 với 6, mã sọc 46. Rồi lên tiếp nha, em lên nhiều mẫu lắm mấy chị ơi nha, tranh thủ lên chốt cho em. Rồi 45 nha, 45 khủng long luôn, 45 khủng long. Rồi sập 40 Dung Tăng, 57.000 nha, 57.000 đẹp lắm luôn mấy chị ơi, 57.000. Rất là đẹp luôn. Chị nào lấy lên chốt cho em nha. Cái mã này đẹp lắm luôn á, không lấy là uổng lắm luôn à. 57.000. Rồi chế nào lấy khủng long chốt cho em đi 4 với 5, khủng long 4 với 5 luôn là Dung Tăng. Đẹp quá, chị đang lên cho em đó, 4 với 5 nha, 57.000. Rồi chế nào lấy chốt cho em khủng long 5 với 4 với 5 á, 45. Đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Còn bịch là bệnh không cô?
Rồi bây giờ em lên thêm một mã này nữa, em qua mẫu khác nha. Rồi vịt xám, vịt xám nha, sale cho mấy chị luôn 456, 456. Nhanh tay lên nha mấy chị ơi, 57.000 vịt xám. Chế nào lấy mã này lên chốt cho em nha, vịt xám 57.000. Ai lấy bộ này thì nhanh tay lên chốt cho em nha, vịt xám 57.000. Rồi vịt xám cho Dung Tăng 456, 56 còn size 5, size 6 nha, sale có 57.000 cho mấy chị luôn. 57.000. Đẹp quá trời luôn. Vịt xám cho Ngân Đào luôn nè. Lấy qua mẫu này đi Ngân Đào, mẫu thun lạnh nó là chị hết size 6 tất cả các mẫu luôn rồi, còn size đại không à. 57.000. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Chế nào lấy nhanh tay chốt cho em nha. Ai lấy nhanh tay lên chốt cho em. Cái bộ này đẹp đẹp không à. Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. Bây giờ là em còn 5, 5 với 9. 5 với 9 nha. Mã này em có ghi 9 nè. 5 với 9. Mã này có tới 27 kg nha mấy chị. Mã này em có tới 26, 27 kg luôn nha. Rất là đẹp luôn nha. 5 với 9, 5 với 9. Rồi Nguyễn Phạm Thùy Dương. Ok Nguyễn Phạm Thùy Dương nè, vịt xanh, vịt xám 5. 57.000 nha mấy chị. Đẹp quá à. Nhớ chia sẻ cái livestream này về trang cá nhân của mình nha mấy chị, nhớ chia sẻ cho em vào ba hội nhóm cũng được nữa nha. Mấy chị cứ chia sẻ cho em đi, tại vì cái bay này bay mới á, nên em cần mấy chị chia sẻ nha. Đẹp lắm luôn. Rồi còn bộ size 9 nha mấy chị. Size 9 là tầm 26 27 kg nha, 26 27 kg. Em sale 57.000 cho mấy chị luôn. Rồi giờ em lên tiếp bộ 3D nè. Cưng lắm mấy chị ơi, nhiều mẫu lắm luôn á nha. Rồi bây giờ em lên cái mã này cho mấy chị nè. Ôi đẹp lắm luôn nha. Trời ơi cưng lắm luôn. Pokemon, Pokemon đẹp quá trời luôn. Tan ống quần dài hết hả? Ừ. Tan ống quần dài hết rồi hả? Hết rồi, hết sai. Rất là đẹp luôn nha. Lấy cái khác đi, cô lên cái khác. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi, nhanh tay lên chốt em Pokemon nè mấy chị ơi. 4-14 nha, 4-14, nhí 60, đại 74. Ai lấy 3D thun lạnh lên chốt cho em nè. Đẹp lắm luôn. Ôi rất là đẹp luôn nha cả nhà ơi. Ôi bộ dễ thương lắm mấy chị ơi. 4 này đã lên rồi. Hai này đó thôi à. Hết trơn luôn á hả? Rồi. Hãy thảy ra hết rồi đó. 56. Không phải ý nó lên đâu phải cần phải lên cho hai người này hiểu chưa? Giống như là lên tất cả các mẫu. Nhanh tay lên mấy chị ơi, nhanh tay lên nè. 60 nhí 74 đại nè. Con ơi có chốt mã này không? Có mấy bộ size 6. Rất là đẹp luôn. 60-74 nha. Ưu tiên trên livestream á mấy chị ơi, 60-74 Ngân Đào 6 ok nè. Đẹp quá mấy chị ơi. 60-74. Đẹp quá trời đẹp luôn mấy chị ơi. Lớn nhất tới 40 kg nha. Lớn nhất 40 kg nha cả nhà ơi. Ai lấy chốt em mã Pokemon kèm size mấy chị. Pokemon kèm size nha. Ôi siêu phẩm luôn á. Cái hàng 3D này nó đẹp lắm luôn. Rồi em qua mẫu nha. Chị nào lấy chốt em bộ Pokemon, Pokemon kèm size. Đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi qua mẫu. Có giấy chậm. Rồi bây giờ em lên cái mã này nè. Đẹp quá trời luôn nè. Của Ngân Đào nè. Mã này còn có một bộ à. Rồi chế nào lấy nè. Size 6 57.000 mã cam. Size 6 57.000. Hàng bô rip tay ngắn quần dài 57.000. Size 6 mã cam cho em luôn nha. Rất là đẹp mấy chị. Em qua mẫu. Ai lấy chốt em cam. Cam của Ngân Đào nè. Lấy đi cưng. Kim Xuyến cô ơi, đơn con đi chưa cô? Kim Xuyến. Kim Xuyến ở đâu vậy ta? Hôm qua chắc đi rồi. Kim Xuyến ở đâu vậy cưng? Kim Xuyến em ở đâu vậy? Kim Xuyến hôm qua. Ở tỉnh đúng không? Kim Xuyến ở tỉnh đúng không? Ở tỉnh thì đi rồi luôn. Rồi bây giờ mã này còn bộ size 5 nè. Thì Dương có lấy không? Dương ơi, size 5 khủng long. Mã này còn có một bộ size 5 mấy chị ơi. Ai lấy chốt em size 5 khủng long 57.000. Mã đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Size 5 khủng long 57.000 cho em luôn. Mã này còn bộ size 5. Chế nào lấy chốt cho em nha. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Size 5 57.000. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nè. Rồi gấu 6 với 7. 6 với 7 57.000 luôn. Size 6 size 7 ai có size chốt cho em nha. 6 với 7 57.000. Đẹp quá trời đẹp luôn mấy chị ơi. 6 với 7
Ai lấy chốt em mã gấu nha, 6 với 7, 6 với 7, 57 ngàn. Rồi qua mẫu với chị, ai có size lên chốt cho em nha. An Giang đi rồi đúng không? Xíu ơi đi rồi, lấy thêm đi cưng, lấy thêm qua chốt đơn mới đi cưng nha, lấy thêm đi chốt đơn mới. Rồi Lan Nguyễn gấu 7 cho em luôn, 57 ngàn gấu 7. Rồi chốt ai Lan Nguyễn rồi nha em, gấu 7. Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi, qua mẫu. Rồi bây giờ em lên tiếp cái mã này cho mấy chị. Trời ơi, mấy chị quá trời. Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi, chị nào có size lên chốt cho em nha. Rồi em lên cái mã này nữa nè. Trời ơi, cái mã nâu này đẹp quá trời luôn. 4 với 5 nè, chị nào lấy chốt cho em đi. 4 với 5, 57 ngàn. 4 với 5, 57 ngàn nha. Ai lấy mã này lên chốt cho em mã khủng long. 4 với 5, 57 ngàn. Qua mẫu nha cả nhà. 4, 5, 57 ngàn. Ủa gấu. Gấu tay 7. Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi. Rồi bây giờ em qua tiếp cái mẫu này cho mấy chị. Rồi bây giờ em lên tiếp 3D nha. Size 4 đến size 14, tầm 10kg cho tới 40kg. Trời ơi đẹp quá, bộ nhện vàng. Ai lấy mã này lên chốt em mã nhện kèm size mấy chị ơi, đẹp xuất sắc luôn. 4, 5, 6, 7, 8, 60 ngàn. Từ size 9 đến size 14, 74 ngàn. Rồi bộ nhện đẹp lắm luôn nha. Rồi chế nào lấy chốt em mã nhện, nhện kèm size, nhện kèm size mấy chị. Siêu phẩm luôn. Bộ cái mã này đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Rồi ai lấy chốt em nhện, nhện 60-74 nha. Lớn nhất 40kg nha mấy chị ơi. Mã nhện cho em luôn. Bộ này đẹp lắm mấy chị thôi. Ai chế nào lấy nhanh tay chốt cho em nha. Bộ cặp tay sau lưng à, bộ cặp tay sau lưng chị hả? Em lấy mẫu nào comment lên cho chị đi Ngân Đào. Gấu là giá 158 ngàn nha. Bộ gấu đó 158 ngàn. Gấu đen 158. Đẹp lắm luôn mấy bộ là cao cấp chứ sao, là hàng Quảng Châu á. Rồi em qua mẫu nha mấy chị ơi. Qua mẫu Kim Xuyến ơi, có lấy thêm không? Lấy thêm chốt đơn mới Kim Xuyến. Đơn qua đi rồi. Đơn hôm qua là đi hết rồi mấy chị ơi. Đơn hôm qua đi hết rồi. Rồi đẹp. Có 6 nào sale. Size 6 mà sale. Của ai? Ngân Đào. Rồi nhanh tay lên với mấy chị ơi. Bây giờ em lên cái mã này size 5 nè. Còn bộ size 5 cá vàng nha, 14-15kg. Rồi 70 nha. Size đại 85. Ai lấy size đại lên comment lên cho em nha. Đẹp lắm luôn. Rồi size 5. Bây giờ cá vàng nè, em còn size 5 nha, 14-15kg, 70 ngàn nha. Size đại là 85 ngàn. Chị nào lấy chốt cho em, chị nào lấy chốt cho em cá vàng. Cá vàng nha. Ai lấy size đại nhanh tay lên chốt cho em nha. Qua mẫu nha mấy chị ơi, đẹp lắm luôn. Rồi cái này tay ngắn quần dài. Cái này tay ngắn quần dài. Rồi nãy tay ngắn quần dài có tay 5 quá chừng, ai cũng lấy. Đẹp quá trời. Rồi lên mẫu nha mấy chị ơi. Em lên mấy cái mẫu này đẹp đẹp không à. Rồi bây giờ em lên cái mã này cho mấy chị nha. Đẹp lắm luôn. Cưng chưa? Bây giờ em lên cái mã khủng long. Khủng long cái mã này tay ngắn quần dài nha. Nhanh tay lên chốt cho em, đẹp xuất sắc luôn. Rồi cái mã này là từ size size 4 tới size 8. Em sale cho mấy chị là 58 ngàn nha. 58 ngàn từ size 9 đến size 16 là 68 ngàn. Chị nào lấy lên chốt cho em. Trời ơi đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi bây giờ em đọc size nha. 4, 5, 6, 7, 8, 58 ngàn. Từ size 9 trở lên cho tới size 16 em sale cho mấy chị 68 ngàn luôn. Mã khủng long. Chốt cho em mã khủng long. Rồi Lan Nguyễn size 7 ok em nè. Đẹp lắm luôn mấy chị. Nhanh tay lên chốt cho em nha. 4, 5, 6, 7, 8.
57.000. Mã này em có từ size 9 trở lên cho tới size 16 là tới 40 mấy ký nha, tới 43 ký ha. 43 ký nha mấy chị, tới 43 ký luôn. Đẹp lắm luôn. Rồi mã khủng long, ai lấy mã này lên chốt cho em nha. Đẹp lắm mấy chị ơi. Ai lấy tay ngắn quần dài nhanh tay chốt cho em. Qua mẫu. Chế nào lấy chốt em mã khủng long. Loan Vũ lên thông tin luôn nha em. Loan Vũ, ok, Loan Vũ size 5 cho Loan Vũ nè. Đẹp quá trời luôn. 58, 68 trên like luôn mấy chị. Năm lớn nhất tới 43 kg nha. Lớn nhất tới 43 kg mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn. Lớn nhất 43 kg cho em luôn mấy chị. Ai lấy chốt em khủng long nha. Hết năm rồi cưng. Cái này còn ghi nào nữa không? Hết rồi, hết năm rồi em ơi. Thùy Dương ơi, bây giờ còn tay ngắn quần dài còn. Mẫu này nè. Mà khủng long á. Khủng long để coi. Rồi đợi chị xíu nha Thùy Dương, khủng long năm Thùy Dương. Đợi chị có ghi. Chế nào lấy nhanh tay chốt cho em nha mấy chị. Ai lấy nhanh tay chốt cho em. Đẹp lắm luôn. Màu xám hả? Ừ, khủng long xám cho Thùy Dương. Còn 5. Rồi ok Thùy Dương nha. Khủng long 5 cho Thùy Dương. Đẹp lắm luôn. Ủa Thùy Dương lấy tay ngắn quần dài không hả cưng? Đẹp quá, mấy bộ hung lạnh đồ đẹp quá trời luôn size 5. Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi. Thùy Dương có nha. Lên thông tin cho chị luôn nha Thùy Dương ơi. Nha, với lại cái gì nè, Lan Nguyễn lên thông tin cho chị luôn. Lan Nguyễn, mấy chị ơi nhớ chia sẻ cái livestream này về trang cá nhân của mình đi mấy chị nha. Chia sẻ cái livestream này về trang cá nhân của mình nha. 58.000, 58, 68.000. Trời ơi đẹp lắm. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Bé của em mấy tuổi, cứ comment số tuổi lên đi rồi chị lên nón em ơi nha. Bé của em bao nhiêu tuổi? Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi. Lên thêm một cái mã này nữa rồi em qua mẫu khác nha mấy chị. Rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Siêu đẹp luôn. Ôi cưng chưa. Hoạt hình hoạt hình. Ai lấy mã này lên chốt em mã xanh nha. Mã xanh kèm size. Mã xanh kèm size 8 tuổi lớp 2 Ngọc Loan. Ok cưng. Nón 8 tuổi. Rồi chế nào lấy lên chốt cho em nè. Đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi 58, 68 luôn. Nhanh tay chốt em mã xanh. Ai lấy bộ dài nhanh tay chốt cho em nha. Sale trên like cho mấy chị 58, 68 mã xanh kèm size cho em luôn. 8 tuổi hả? Ừ, 8 tuổi lớp 2. Rồi nhanh tay lên mấy chế yêu ơi. Cưng quá trời cưng luôn. Rồi mã xanh, mã xanh. Ai lấy mã này lên chốt em mã xanh. Qua mẫu nha mấy chị ơi. 43 kg lớn nhất nha, từ size 4 cho tới size 16, 4 tới 16, đẹp quá trời luôn. Rồi lên tiếp mẫu này nữa mấy chị. Đợi xíu đi TT chị lên quần ra, đợi xíu đi lên quần. Trừ cái này 130, còn này đồng giá 105. Rồi. Đẹp lắm luôn. Nó này đẹp quá trời. Rồi đây cái nón này tới 115.000 lượng nha. Chốt lên like của em cho em 105.000. Đây lấy chốt cho chị đi Ngọc Loan. Nón này là 8 tuổi nha. Nón này 8 tuổi không? Không, cái tài giấy đó của ai? Không, này tài giấy. Đây, sale cho em luôn nha. Này là chốt trên like mới có giá này 105.000. Em lấy cái nào, cái này tới 115 một cái luôn. Đẹp lắm luôn, hàng xịn sò luôn. Cái đỏ nha, cái vàng. Rồi, cái NLA đẹp chưa? NLA xám. Muốn lấy cái nào chốt cho chị. Nón là nón xịn 105 trên like luôn nha. Đó có 4 cái đồng giá cho em 105. Nón này em chị đang bán là 115. 4 màu. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nè. Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi. Siêu đẹp luôn. Cá vàng cho em luôn nha. Cá vàng cho em luôn nha mấy chị. Đẹp lắm luôn. Chị chưa có chút nữa chị chốt đơn chị báo em nha. Đào giờ này chị không có, em không với chị dục một đống. Không biết em lấy mấy bộ nữa. Rất là đẹp luôn. Rồi nhanh tay lên chốt cho em nha cả nhà ơi, rất sắc luôn. Mã này là mã vàng nha, mã vàng cá vàng cho em luôn. Ai lấy chốt em cá vàng kèm size nha. Rồi lấy cái NLA sao cho Ngọc Loan nè. Cái NLA cái đẹp. Rồi chốt cho là Ngọc Loan, Trần Ngọc Loan nè, 105.000 trên like luôn. Rồi Ngọc Loan lên thông tin cho chị đi cưng nha. Lên thông tin cho chị luôn, rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nè, cưng quá luôn. Ai lấy mã này lên chốt cho em nha. Rất là đẹp luôn, cá.
nó mà có cái này. À biết rồi biết 105. Rồi. Cái đó là nhiêu? 115. Sale còn 105. Ờ. Có cái dấu rất là đẹp luôn. Rồi nhanh tay lên chốt cho em nha mấy chị ơi, cá rồi qua mẫu nha. Ai lấy mã này lên chốt em mã cá nha. Nón kết trắng sao cô có màu gì nữa cô? Tiger Khan. Nón kết trắng. Qua mẫu nha mấy chị ơi, qua mẫu. Em lên thêm một mẫu này nữa rồi em qua mẫu khác nha mấy chị. Em lên thêm một mẫu này nữa rồi em lên mẫu khác cho mấy chị. Ôi cưng quá trời cưng luôn. Ôi dễ thương quá à. Gấu đỏ cho em luôn. Ai lấy mã này lên chốt cho em gấu đỏ nha. Gấu đỏ đẹp quá trời đẹp luôn. Nhanh tay lên comment lên cho em nha. Rất là đẹp luôn. Size 4 cho tới size 16 mấy chị ơi, 4 tới 16. Rồi gấu đỏ có 5 màu lẫn Tiger Khan ơi. Đẹp lắm luôn. Trắng, đen, xanh chuối, xanh dương, đỏ với vàng 6 màu. Rồi nhanh tay lên chốt em gấu đỏ mấy chị ơi. 58 68 gấu đỏ kèm size nha, gấu đỏ kèm size tay ngắn quần dài. Trời ơi đẹp lắm mấy chị nha, bô rip xúc rất là đẹp. Gấu đỏ, ai lấy mã này lên chốt cho em mã gấu đỏ nha, mã gấu đỏ. Nó đẹp lắm, lấy đi Tiger Khan. Gấu đỏ kèm size 6 màu á nha Tiger Khan. Xuất sắc luôn, bù ma. Nó bù ma. Rất là đẹp luôn. Rồi qua mẫu. Rồi ai lấy chốt cho em nha mấy chị. Ai lấy cứ chốt cho em. Rồi bây giờ em lên cái mã này cho mấy chị nè. Em sale cho mấy chị 50.000, 50.000 nha. Rất là đẹp luôn. Cái giá đó là sale hồi nãy sale nhiêu quên rồi. Giá okay, báo cho Tiger Khan á, 115 sale 105 hả? Đúng rồi, cái nó hồi nãy còn Puma giá khác nha. Đẹp lắm. Rồi bây giờ em lên cái mã này còn lẻ em sale rẻ cho mấy chị 50.000 nha. Ai có size chốt cho em. Rồi 50.000, đẹp quá trời luôn, Puma vàng 50.000. Bây giờ em còn size 5 với size 4 với size 6 50.000. 4 với 6 50.000, ai lấy chốt cho em. Em bó chứ nhờ. 4 với 6 50.000 nha, đẹp lắm luôn. Cái này hả? Tiger hỏi nó nón này á hả? Đúng rồi. Rất là đẹp luôn nè. Rồi sale cho Tiger Khan cái nón này 85.000 nha, 85.000. 6 màu luôn á Tiger Khan. Mã này 6 màu nha. Lấy hết luôn đi. Lấy chốt cho chị đi Tiger. Thay đổi. Đẹp lắm luôn. Rồi xe cho em 85. 6 màu tổng cộng. Em muốn lấy màu nào? Rồi để lên 6 màu. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Nhanh tay lên chốt cho em nè. 4 với 6 nè. Xe cho mấy chị 50.000 thể thao. Một bộ size 4, một bộ size 6. Trời ơi đẹp lắm luôn. 50.000. 50.000. Chế nào lấy nhanh tay lên chốt cho em nha. Puma 4 với 6 50.000. Gấu đỏ size 9. Rồi 68.000 cho My Nguyễn. Gấu đỏ size 9. Gấu đỏ size 9. Gấu đỏ này nè. Gấu đỏ size 9 58, 68 nha mấy chị ơi. 9 tới 16 nha. 9 tới 16 68.000. Nhí 58.000, nhí 58, đại 68, rồi 68 cho My Nguyễn nha, gấu đỏ, cưng quá mấy chị ơi. Rồi Ngân Đào size 6, theo em 50.000 mã này luôn, 50.000 mấy chị ơi. Ai lấy size đại comment lên cho em đi, mã này còn size đại không vậy? Hết hả? Buma, hết hả? Rồi 50.000 cho Ngân Đào luôn, size 6. À bộ đó cũng đâu lấy cái này. Rồi ai lấy size 9? Size 9 của My Nguyễn á. Đẹp lắm luôn. Rồi bây giờ em còn bộ size 4 50.000 nè mấy chị. Đẹp lắm luôn nha. Trời ơi cái hàng mấy chị mua bên em thun lệnh là mấy chị không có chê được lâu đây nha. Đẹp lắm luôn. Size 4 nha. Size 4 50.000 cho em luôn. Còn bộ 13kg đổ về. 13kg đổ về nha mấy chị. Cho con xem lại bộ Pokemon. Rồi ok con. 30kg em lấy size 11 đi cưng nha Ngọc Loan, 11 nha cưng. 11 là tầm 29-30kg nha, size 11. Hết tàu hả cô? Rất là đẹp luôn. Coi đẳng coi cô. Đẹp quá trời đẹp luôn nha, rất là đẹp luôn. Cái này size 4 nè mấy chị, tầm 10kg tới 13kg nha. 13kg đổ lại cho em luôn. Em xem 50.000 cái mã này đẹp lắm luôn.
Rồi Thùy Dương size 4 mà ok Thùy Dương nha. 50 ngàn cho Thùy Dương luôn. Bộ này đẹp quá Thùy Dương ơi. Tặng Thùy Dương 50 ngàn cho Thùy Dương. Rồi cuốn Ngọc Loan là size 11 nha Ngọc Loan ơi. Trần Ngọc Loan nha Ngọc Loan. Đẹp lắm luôn. Rồi bây giờ em lên thêm một mã này nữa rồi em qua mẫu khác nha. Đẹp. Ủa mã này còn size lớn không ta? Cái mã xe nè. Đẹp quá trời luôn. Mã xe này còn size lớn. Mã xe này còn size lớn không vậy Phúc? Rất là đẹp. Không. Không không. Giờ ai lấy gì nữa vậy? Mới lấy gì nữa con? Đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nè. Đẹp lắm luôn nè. Cái mã này sale cho mấy chị 55 ngàn nè. Chị nào lấy lên chốt cho em đi 55 ngàn luôn. Trời ơi đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Bây giờ anh đọc size nha. 4 size 4, size 5, size 6. 4, 6 chứ quên 4 với 6 em sale 55 ngàn mã này luôn nè. Mã này là 60 nha mấy chị, em sale 55 ngàn luôn. 60 là giá sale á, tự còn lẻ em sale rẻ nữa nè. 55 ngàn chị nào lấy chốt cho em. 55 ngàn mã xe. Ai lấy mã này lên chốt cho em 4 với 6, 4 với 6, 55 ngàn. Đẹp xuất sắc luôn. Rồi qua mẫu nha mấy chị. 4 với 6, 4 với 6. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nè. Thì đó em cứ comment đi. Nón nó có 6 màu đó. Tiger Khan lấy thì cứ chốt màu cho cô đi. 6 màu. Nè, con muốn lấy cái nào comment lên đi. Xem. Đen, trắng, xanh chuối, vàng, đỏ với xanh dương. Đó, đó em cứ comment đi. Đó nón nó là như vậy nè, đẹp lắm luôn. Cứ lấy thì cứ chốt. Xe cho em 85 trên like luôn Tiger ơi, nó đẹp lắm đừng có chần chờ. Xe trên like luôn á. Rồi bây giờ em lên tiếp nè mấy chị ơi, bô rip size 9 đi chị. Rồi ok con, đợi xíu con. Rồi Pokemon nè, nhanh tay lên nha mấy chị ơi. Huyền Ngọc nè, bây giờ em đọc size nha. 4 5 6 7 8 này còn 2 ri đúng không? 4 5 6 7 8. Nhí thôi nha, còn đại có 1 ri. 9 10 11 12 13 14. 74.000 nhí 60, nhanh tay lên chốt cho em nha. Quá đẹp luôn. Bộ 42 của em giá 136 nha cưng. Bộ 42 size của bé Loan Vũ giá 160, hàng Quảng Châu 160, 170, đẹp lắm. Rồi chế nào lấy chốt cho em nè. Pokemon, Pokemon 9 tới 4 tới 14 nha. Đẹp lắm luôn, mã này có size của Ngọc Loan nè, size 11. Rồi chế nào lấy mã này lên chốt cho em, mã Pokemon. Trời ơi cưng lắm mấy chị ơi, cái hàng thun lạnh 3D nha, nó đẹp lắm luôn á. Chế nào lấy nhanh tay chốt cho em đi. Pokemon kèm size 4, 5, 6, 7, 8 60 ngàn. Từ size 9 trở lên cho tới size 14 em sale cho mấy chị có 74 ngàn. Đẹp quá trời luôn. Pokemon Pokemon kèm size cho em luôn. Đẹp lắm mấy chị ơi. Chế nào lấy nhanh tay lên nha. Pokemon cho Quyền Ngọc đi 18kg. Size 6. Lấy mẫu khác đi, lấy cái khác đi, hết rồi. Không, rồi. Ở trong chi thứ hai cũng hết Pokemon, thầy sáng dậy lên lấy nha. Nhanh tay lên nha mấy chị ơi. 4578. 4578 hả? Ừ, hết 6 rồi cưng ơi, hết 6 rồi Ngọc ơi, lấy mẫu khác đi cưng ơi. Vậy này cũng còn 4578 rồi hả? Ừ. Hay dạ. Qua mẫu nha mấy chị ơi, qua mẫu nha, size của con là size 6 hết rồi cưng ơi. Cho em xem lại. Xem lại cái gì em? Pokemon đưa quăng bộ Pokemon đi. Size 4. Nè lấy chốt đi. Đây siêu phẩm luôn nha. Trời ơi mấy chị ơi, mấy chị nào mua hàng bên em rồi là biết rồi. Cái hàng thun lạnh này nó đẹp lắm luôn. Giá 60-74 trên like nha. Trên like em xuống like không có giá 74 ngàn size đại nha mấy chị. Size đại phải 90. Rồi đẹp lắm luôn. Chế nào lấy chốt cho em nè. Pokemon kèm size. Mã này có size 11 nha. Mã này có size 11 tới 40kg lận mấy chị nha. Mã này là em có từ 10kg tới 40kg luôn. 10kg tới 40kg cả nhà ơi. Pokemon 11 cho Ngọc Loan. Ok Ngọc Loan nè. Chốt đi mấy chị. Em bán trên like là em sale mấy chị. Lên like gặp em là giá sale nha. Xuống like không có giá này. Rồi ok Ngọc Loan nè. Sale cho Ngọc Loan 74 ngàn. Đẹp lắm luôn. Bô rip tay ngắn tay chính rồi ok con. Lên em lên mẫu này rồi qua mẫu kia nha mấy chị nha. Mẫu này rồi qua mẫu kia.
Rồi Tiger ơi, có comment lên cho chị không Tiger ơi? Pokemon đại là còn 9, 10, 12, 14 nha. Pokemon còn 11 không? Còn. Rồi rồi lấy cho Trần Ngọc Loan 11 nè. Rồi Ngọc Loan 11. Rồi bây giờ em lên cái mã này nữa rồi em qua Borip nha, qua em lên mẫu này mẫu kia sang kẻ nha mấy chị. Dưới đó nữa phải không? Đẹp quá trời luôn. Dưới đó là gì? À, thấy nhà cái nguyên cái đóng bịch. Đúng không? Hay là mấy rất cái là đẹp luôn. Rồi, cưng chưa? Rồi cái mã suốt game nè mấy chị ơi, mã xanh suốt game cho em luôn. Chế nào lấy nhanh tay chốt cho em cái mã xanh suốt game. 4, 6, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi sale cho mấy chị 60.000. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nhanh tay lên chốt cho em mấy chị ơi. 60, 74 mã xanh, mã xanh cho em luôn. Mã này mấy chị không có thể nào mà chê được nha. Mấy chị nào hôm nay không lấy là ngày mai nó sẽ hết. Rồi Tiger Khang đỏ đen xanh dương đậm. Ba cái cho Tiger Khang nha. Ok. Ok Tiger Khang nè, chốt cho con ba cái nè. Nón đúng không? Ba cái nón. Đỏ đen xanh dương đậm. Đúng rồi, đỏ okay. Đen xanh dương đậm. Rồi xe cho Tiger Khang à, nón này 85.000 đi. Chốt cho Tiger Khang 85.000 thôi. Lấy luôn xanh chuối vàng với trắng không chị? Đổi thay, đổi cho bé thay đổi qua lại. Trời ơi, đẹp lắm, ba cái đúng không? Đúng rồi. Rồi 85 trên like luôn cho Tiger luôn. Tiger ơi, nón nó đẹp quá trời luôn. Rồi ai lấy mã này lên chốt em mã xanh đi nha mấy chị. Mã xanh, bộ suốt game hot lắm luôn. Trời, nón này đẹp quá à. Nón này hả? Mua đủ. Rồi chế nào lấy chốt em mã xanh kèm size nha. Mã xanh kèm size qua mẫu. 4, 5, 6, 7, 8 có 60 thôi. 9, 10, 11, 12, 13, 14 74 ngàn. Cái mẫu này đẹp lắm luôn mấy chị ơi, không lấy là uổng lắm. Rồi lấy thêm cái trắng cho Tiger Khang luôn đi. Lấy vàng với xanh chuối luôn Tiger Khang. Lấy vàng với xanh chuối luôn không kìa Tiger ơi. Cho đủ bộ, thay đổi qua lại. Đẹp quá trời, nón đẹp quá trời luôn. Trắng còn thấy đã duy nhất thôi. Thêm cái trắng nữa. Rồi bây giờ em lên tay ngắn quần dài cho mấy chị nha. Đẹp quá trời luôn. Đấy không phải nha, vàng là qua mẫu khác rồi nha. Chị chỉ là còn cái xanh chuối lấy luôn không? Cho đủ này. Có trắng không? Còn. Rồi. Đẹp lắm luôn nè Tiger, lấy thêm cái xanh chuối nữa đi. Trời ơi nó đẹp quá trời luôn. Còn duy nhất một màu này thôi đó. Siêu đẹp luôn á, còn cái này lấy luôn nha Tiger ơi. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị nè. Mã nhện, mã nhện. Rồi chốt cho Tiger cái màu trắng nè. Mã nhện nè, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Nhanh tay lên chốt cho em thêm vô giấy đi. 4, 5, 6, 7, 8. 58.000. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 luôn nha. Tới 43kg nha mấy chị ơi nha. Sale cho mấy chị luôn 68.000. 58 size nhỏ, 68 size đại. Rồi chế nào lấy chốt cho em mã trắng. Mã trắng nhện nha. Mã trắng nhện bộ đẹp lắm. Siêu đẹp luôn. Mã trắng nhện kèm size qua mẫu nha mấy chị ơi. Nhiều mẫu lắm mấy chị, tranh thủ lên chốt trên like cho em đi nha. Mấy mẫu này toàn bộ là em sale trên like cho cả nhà. Ai lấy một bộ vậy? Lấy một bộ là không có lấy rồi. Mấy người nào lấy một bộ là không có lấy mua hàng, mà lấy có một bộ sao người ta gửi. Ai kia đọc đi đọc tên lên luôn cho mấy chị đó luôn đi. Chị Thu Nguyễn là 1 nè, chị Loan Vũ là 2 nè, chị My Nguyễn là 3 nè. Trời ơi cưng quá nha mấy chị ơi, em lên thêm một mã này nữa nha mấy chị. Xuất sắc quá luôn á. Ai lấy một bộ nhớ làm ơn, lấy 2 bộ trở lên là em mới đi đơn nha mấy chị nha. Lấy 2 bộ trở lên em mới đi đơn, lấy 1 bộ là mất công bỏ ra đó cả nhà ơi. Lấy hàng mà mua vô chốt có 1 bộ à, em mất công em bỏ ra nữa. Rồi lên mã cá, đẹp lắm luôn mấy chị nha. Rất là đẹp luôn. Rồi 4, 5, 6, 7, 8 luôn. Sale 60, 9 tới 14, 74 ngàn mã cá cho em luôn. Siêu phẩm luôn. Lấy đi mấy chị, nhanh tay lên nha. Trời ơi, cái bộ 3D này nó đẹp quá trời đẹp luôn á. 4, 5, 6, 7, 8 60 ngàn. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 74 ngàn cho em luôn. Mã cá mập nha, cá mập bộ 3D đẹp lắm luôn.
ai lấy nhanh tay chốt lẹ cho em luôn nha. Mấy chị nào lấy một bộ làm ơn mua hai bộ cho em đi mấy chị, em gửi nha. Chứ mua có một bộ mà mất công chốt rồi em phải bỏ ra nữa. Bỏ ra mấy chị đã mua hàng rồi, muốn mua ai lên like mua một bộ. Mua một bộ rồi sao em gửi cho mấy chị tốn tiền ship nữa. Cá 11 cho Ngọc Loan, ok em nè. Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi. Quyền Ngọc ơi, trời ơi, Pokemon không có, mấy cái mẫu này size 6 của em quá trời luôn đó Quyền Ngọc. 74.000 cho Trần Ngọc Loan. Rồi Ngọc Loan có nha Ngọc Loan. Rất là đẹp luôn. Em sẽ lên đủ mẫu cho mấy chị, yên tâm nha mấy chị nha. Em lên đủ mẫu. Cá nào đây? Này nè. Biết rồi. Ê, để đây đi, có gì hồi nữa lên lại khoan dẹp đó. Rồi bây giờ lên thêm bộ tay ngắn quần dài mấy chị ơi, đẹp chưa? Ai lấy nhanh tay chốt cho em nè. 4 5 6 7 8. 4 5 6 7 8. Biết rồi. Ý là sao bên đây có thêm cái nữa. Quá đẹp luôn, nhanh tay lên mấy chị ơi. Đây, ai lấy mã này lên chốt em mã xe nha. Mã xe. Rất là đẹp luôn nè. Hèn chi má thằng bỏ lộn rồi má. Pokemon này bên đây nè. Bỏ chỉ được bỏ qua nhện. Nhìn chứ nó cũng sao tới 3 ri. Mã xe kèm size cho em luôn. Nhanh tay lên mấy chị ơi. 58-68 nhà. Lớn nhất tới 43kg nè mấy chị nha. Mã này lớn nhất 43kg. Đẹp lắm luôn. Ai lấy mã này lên chốt em mã xe nha. Mã xe kèm size. Mã xe kèm size. 11. Đẹp lắm mấy chị ơi. Không lấy là hết hàng đó. Rất là đẹp luôn. Rồi mã xe kèm size. Rồi giờ em lên thêm một mã nữa cho mấy chị nha. Đẹp lắm luôn. My Nguyễn nè. My Nguyễn nè, đúng rồi, My Nguyễn nãy mới chốt con bộ rồi đúng không My Nguyễn ơi. Ừ. Rồi My Nguyễn lên xe cho My Nguyễn, ly xe chính cho My Nguyễn luôn. Xe phải không? Ừ. Xe size 9-68 ngàn. Mấy chị ơi nhanh tay lên chốt đi mấy chị. À không lấy là nó hết uổng lắm. Em ngồi đây là bán giá xe cho mấy chị. Xe này nè. Tay ngắn quần dài. Xe tay phối cam sọc á. Xanh dương tay phối cam sọc. Rồi bây giờ em lên mẫu này nữa cho mấy chị nha. Đẹp lắm đó chứ, ôi rất là đẹp luôn. Ôi cưng quá luôn. Rồi khủng long đạp xe cho em luôn. Mẫu khủng long đạp xe 58-68. 10kg tới 43kg. 10kg tới 43kg. Chị nào lấy chốt cho em mã khủng long kèm size với chị. Mã khủng long kèm size cho em luôn. 4, 5, 6, 7, 8. Em sale 58.000 nha. Từ size 9 đến size 16. Em sale cho mấy chị 68.000. Rồi cái mã khủng long. Chế nào lấy chốt em mã khủng long nha. Đẹp lắm mấy chị. Rồi khủng long kèm size cho em luôn. Nhanh tay lên nha mấy chị ơi. Khủng long kèm size qua mẫu nha cả nhà. Rồi chế nào lấy chốt em khủng long. Rồi bây giờ em lên cái mã này cho mấy chị đẹp. Ai lấy mã này lên chốt em mã xe hơi nha. Mã xe hơi, trời ơi đẹp chưa. Xe hơi này em còn size 4 mà mấy chị ơi. Size 4, 60, size 10, 11, 12, 74. 10, 11, 12, 74 mã xe. Ai lấy chốt em xe nha. Siêu đẹp luôn. 3D cao cấp cho em luôn. 10, 11, 12, 74 ngàn. Nhí 60 ngàn, size 4. Nhí em còn có một bộ size 4 à. Rồi chế nào lấy cho em bộ xe. Bộ xe size 4 nha. Qua mẫu nha mấy chị. Xe size 4. 10, 11, 12 10, 5, 6 chứ quên lộn. Xe này em còn 5, 6 nha mấy chị ơi. 4, 5 chứ 4, 5. 4, 5, 6 60 ngàn. 10, 11, 12, 10, 11, à. 12, 74. Này còn size 6 của chị Ngân Đào nè. Với Vi Nguyễn hôm qua cũng hỏi bộ này nè. Vi Nguyễn lấy luôn không Vi Nguyễn? Rồi Vi Nguyễn còn coi like không con? Vi ơi mã này còn bộ size 6 nè Vi. Vi Nguyễn hôm qua muốn lấy size này nè. Lấy bộ này nè. Tự nhiên hôm qua tìm là lộn có size 6. Nó bỏ qua cái bộ bên kia.
Vi ơi, còn size 6 nè, Vi với Ngân Đào nè, hai người có lấy chốt cho chị luôn. Đẹp lắm luôn. Đó, đẹp lắm. 4, 5, 6 nha, 10, 11, 12, 74 ngàn mã xe hơi. Trời, mã này đẹp quá trời. Rồi em qua mẫu nha mấy chị, qua mẫu nha cả nhà ơi. Nhiều mẫu lắm luôn á mấy chị, muốn lấy nào? Bô rip có tay ngắn quần ngắn nữa nha mấy chị. Bô rip em có tay ngắn quần ngắn nữa. Rồi qua mẫu, qua mẫu. Ai lấy mã này lên chốt em mã xe nha. Mã xe. My Nguyễn. Cô mới nói con không nghe rõ, nó bị chập chờn. Nói gì con? Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi. Cô mới nói gì con không nghe rõ. Ý cô nói con mới chốt có một bộ. Hồi nãy chốt bộ nữa là hai rồi phải không? Ý cô nói con á là con mới chốt có hai bộ à. Có chốt thêm gì nữa không? Có chốt thêm không? Cô lên thêm. Thế lên thông tin cho cô luôn. Lên thông tin nha My Nguyễn ơi. Lên thông tin cho cô nha. Cái mã khủng long này đẹp quá trời luôn. Ôi cưng quá mấy chị ơi. Khủng long cho em luôn. 4, 5, 6, 7, 8 luôn mấy chị. 60 ngàn nha. 4 5 6 7 8 60 9 10 11 12 13 14 74 ngàn. Rồi chế nào lấy 3D nhanh tay lên chốt cho em nè. 60 74 60 74 mã khủng long. 60 74. Trời ơi đẹp lắm cả nhà ơi. Rồi Ngọc Loan có lấy không? 11 nè. My Nguyễn, Facebook cũ con là phụ tùng xe. À vậy đó hả, phụ tùng xe mình có thông tin rồi đó cô. Không, cho cô lại. Nó nghe nè con, cho cô lại thông tin đi. Tự vì cô bị mất thông tin rồi. Cái bay này là cái bay mới á. Cái bay này là bay mới nha. Nên cô mới xin là mấy mọi người chia sẻ nha. Cho cô lại đi, nhớ nhớ rồi, phụ tùng xe. Rồi, nhanh tay lên nha mấy chị. My Nguyễn chơi vô inbox cho cô thông tin lại nha. Đúng rồi. Rồi, nhanh tay lên cả nhà ơi. Mã khủng long cho em luôn nha. Size 4 đến size 14 mấy chị ơi. Nhí 60, đại 74 nha. 60, 74. Đẹp lắm luôn. Qua mẫu nha. Đẹp cả nhà ơi, rất là đẹp luôn. Chế nào lấy nhanh tay chốt cho em. Em lên thêm một mã này nữa nè mấy chị. Mã nhện xanh này nãy giờ lên chưa ta? Nào, nhện xanh nữa chưa, chưa thấy lên. Rồi lên nhện xanh nữa nha. Rồi chế nào lấy mã này lên chốt em mã nhện xanh nè. 60 74 nhí 60 đại 74 nha mấy chị. 60 74. Trời ơi đẹp quá trời luôn. 60 74. Ai lấy chốt cho em nè. 60 74. Đẹp xuất sắc luôn. Nhện xanh, nhện xanh cho em luôn. Chế nào lấy nhanh tay chốt cho em nha mấy chị ơi. Đoàn Trang khủng long size 14. Khủng long nào Đoàn Trang? Quá đẹp luôn. Đoàn Trang ơi em comment cái gì vậy? Khủng long nào? Nhện xanh 14 rồi, ok Đoàn Trang luôn. Nhện xanh 14 cho Đoàn Trang nè. Ủa sao anh này lấy tới size 14 luôn Đoàn Trang? Thường thường chị nhớ em lấy size 10 rồi mà ta. Rồi size 14 74 ngàn cho Đoàn Trang. Rồi chế nào lấy nhện xanh nữa comment lên cho em nha. Nhện xanh, trời ơi đẹp quá chị ơi. Siêu đẹp luôn. Không lấy là hết hàng. Này có 6. Ai? Này nè, có 6 nè. Của ai á? Ngân Đào. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Cô mới bỏ xuống à. À nhện đó hả? Nhện size 14. Nhện size 14. Rất là đẹp luôn. Rồi lấy bộ nhện size 14 luôn coi. Nhện nào vậy? Nhện nào? Nhện nào xanh, xanh. Nhện xanh đúng rồi. Khủng long này nè. Khủng long size 14 với nhện xanh size 14. Khủng long vàng. Ừ, với lại nhận xanh lá. Rồi ok. Rồi ok, cô ăn hai bộ cho con luôn. 74 ngàn. Nhanh tay lên chốt cho em đi mấy chị ơi. Nó đẹp lắm luôn. Nó đẹp lắm luôn nha cả nhà ơi. Rồi lên thêm một mẫu tay ngắn quần dài nha. Chị nào có size lên chốt. Đẹp lắm luôn. Bô rip tay ngắn quần ngắn cũng có luôn nha mấy chị. Tay ngắn quần ngắn cũng có luôn. Để lên thêm nữa cho con. Ôi đẹp lắm luôn. Rồi cá cam. Ai lấy mã này lên chốt cho em nè.
10kg tới 43kg nha, size nhỏ 58, size lớn 68. Cá cam cho em luôn, ai lấy chốt em cá cam kèm size nha. Cá cam kèm size đẹp quá trời luôn. Cá cam kèm size mấy chị. Tay ngắn quần dài, chị nào lấy mã này lên chốt cho em, đẹp lắm luôn. Rồi lên thêm mẫu này cho mấy chị nha. Lan Nguyễn cá cam size 7 hả? Ok em, cá cam đâu rồi? Cá cam kèm size cho em luôn. Cá cam size 7 cho Lan Nguyễn. Rồi size 9 đến size 16 luôn mấy chị ơi, 43kg lớn nhất nha. Tay ngắn quần dài, tay ngắn quần dài đẹp lắm luôn. Tay dài quần dài em cũng có 43kg luôn nha mấy chị. Tay dài quần dài cũng có luôn. Size 8 58.000. Tay dài quần dài cũng có 43kg luôn nha mấy chị. Rồi cam 7 cho Lan Nguyễn nè. Cam 7 cho Lan Nguyễn nè, đặt 7. Ê chị Mai ra lấy cái cặp nhện á, giao cho chị Mai đi, giao cho chị Mai cái cặp nhện. Rồi đem ra giao cho chị Mai cái cặp ra ba lô nhện nha. Rồi giờ em lên cái mã này cho mấy chị nữa nè, đẹp lắm luôn cho đoàn trang nè, cưng ơi luôn. Cái mã suit game nè, bộ suit game ca xanh đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Rồi chế nào lấy chốt cho em nha, suit game mã xanh kèm size luôn, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 luôn. 74.000 nhí 60 đại 74 mã xanh đoàn trang ơi, bộ đẹp lắm luôn. Rất là đẹp luôn. Chế nào lấy nhanh tay chốt cho em nha. Rất là đẹp luôn. Rồi đợi cô xíu nha My Nguyễn để cô coi coi còn không nha, còn size 9 của con. Rồi nhanh tay chốt cho em nha, mã này mã xanh, mã xanh. Đoàn trang xanh 14 nè, ok con em luôn. Xanh 14. Đẹp quá trời đẹp luôn. Chế nào lấy chốt em mã xanh nha, mã này có 11 nè, mã này có 11 của Ngọc Loan nè, Ngọc Loan ơi. Trời ơi mấy này chưa lấy, nhanh tay lấy chốt cho em nha. Rất rồi, là thôi 370 đi. Thôi nhiêu? 370. 370 hả? Trời ơi sao? Ê cái bên có không? Cái bên ngủ rồi, ta tắt đèn ngủ. Để đưa đi lại lấy xanh size 14 đi cô Thái nha. Rồi xanh 14 cho đoàn trang nha. Ok đoàn xanh trang nè. Bộ xanh xanh suốt game á, cái mã xanh suốt game. Rồi qua mẫu nha, qua mẫu. Rồi đợi chị xíu nha, đợi cô xíu nha My Nguyễn, đợi cô xíu nha con. Để cô lấy cái này cho. À mấy chị đợi em xíu nha mấy chị. Lên cho My Nguyễn cái bộ bộ grip á, mà coi còn size 9 không, cái mẫu bộ grip tay ngắn quần ngắn, tay ngắn quần dài.
Tay ngắn quần dài nha. Tay ngắn quần dài hả My Nguyễn? My Nguyễn ơi, à, bộ rip tay ngắn quần dài mà có sọc chạy hai bên á, là cái bộ nãy mới lên á, size 4. Ừ, đúng rồi. Size 9. Size 9 toàn bộ. À, hết toàn bộ. Sáng có người lấy hết rồi. Mới hồi sáng này có người lấy hết rồi con ơi, mới hồi sáng này có người gom hết rồi. Có người gom hết trong inbox rồi con ơi, gom hết luôn á. Cô kêu Lan Nguyễn cho thông tin thì nãy giờ chỉ có Lan Nguyễn chưa cho. Lan Nguyễn lên thông tin nha Lan Nguyễn ơi, hu hu hu. Lên cái mẫu này đi, mẫu này đẹp quá trời luôn. Lên mẫu này đi. Không lấy là hết nữa đó. Nha. Đẹp lắm luôn. Trời ơi, cưng lắm luôn nè, nãy giờ em lấy cái mã này chưa ta? Khủng long nè, khủng long, khủng long. Đẹp lắm luôn nha mấy chị. Nha, size 4 cho tới size 16, 4 tới 16 hồi sáng này mới bán inbox á, mới bán hết luôn, gom hết luôn. Cái chị này khách quen. Chị này khách quen á nên còn size là chỉ lấy hết à, một lần mà về mà hàng ngói mà là chỉ lấy hết một lần luôn. Rồi chế nào lấy nữa chốt cho em nha cả nhà ơi, lên rất là nhiều mẫu luôn á. Lên nhiều mẫu đẹp không à. Mấy chị có size mấy chị mua đi chứ dài qua cái là hết. Trời ơi cưng quá. Cá vàng có ai lấy chưa mấy chị ơi? Cá vàng nè, chị nào lấy nhanh tay chốt em cá vàng nha. Cá vàng kèm size cho em luôn nha. Nhí 58 đại 68, nhí 58 đại 68 nha. Rất là đẹp luôn, có lấy thông tin của con lại không? Lấy luôn nha. Đoàn Trang cho cô lại thông tin. Đoàn Trang ha. Đoàn Trang có trên giấy rồi. Có trên giấy không? Có rồi, à Đoàn Trang có rồi con, Đoàn Trang có rồi. Rồi nhanh tay lên nha mấy chị ơi, ai lấy chốt cho em nha. Rất là đẹp luôn. Mã này à con có lấy chưa My ơi? My ơi, My lấy chưa? My lấy chốt nha. Cô lên cho con, lên sẵn lên cho con chốt luôn á. Mấy cái bộ này toàn là đẹp đẹp không à. Cá cam lấy chưa? 4 5 6 7 8 58.000, 9 10 11 12 13 14 15 16 68.000 cá cam. Đẹp lắm luôn, mấy chị không lấy là hết hàng nha. Đẹp lắm. Rồi qua mẫu nha mấy chị, qua mẫu nha. Rồi bây giờ em lên tiếp. Đoàn Trang có lấy thêm không cưng? Đoàn Trang có lấy thêm size 14 không? Đẹp quá trời luôn. Mẫu nào còn size 14 thì lên cho Đoàn Trang. Đẹp. Size 14 hả? Ừ. Mẫu nào còn size 14 luôn, nói. Để cô coi mẫu nào còn 14 lên cho Đoàn Trang chốt nha Đoàn Trang. Xe hơi. Xe hơi, ok. Xe hơi. Pokemon. Pokemon. Pokemon với xe hơi. Cái này nè. Cái này xanh xanh. Xanh xanh là mã xuất gen. Đẹp quá trời luôn. Trời ơi. Ủa xe hơi sao không thấy ở đây vậy? Có nè, đem qua đủ hết á. Ừ biết rồi nhưng mà đầu đó. Pokemon còn phải không? Ừ. Rồi bây giờ con lên cái mã này còn size 14. Size lên vàng. À mã cá xanh. Đẹp lắm luôn nha, nhanh tay lên chốt em mấy chị ơi, cưng ghê luôn. Pokemon còn 14 nè, Trang có lấy luôn không Trang ơi? Nha, nhí 60 đại 74 nha, em đang lên thun lạnh. Rồi em qua mẫu khác nha, chị nào lấy nhanh tay chốt cho em nè. Đẹp quá trời luôn. Ai lấy nhanh tay chốt cho em 60, 74, 60 nhí, 74 đại từ size 4 đến size 14 nha. Là tầm 10kg tới 40kg nha mấy chị, 10kg tới 40kg rồi ok Đoàn Trang nè, lấy luôn đi con để hết đó. Rồi size 14 cho Đoàn Trang luôn. Cái gì? Pokemon. Ok. 74.000 cho Đoàn Trang luôn. Rất là đẹp luôn. Rồi chế nào lấy nữa nhanh tay chốt cho em nha. Pokemon kèm size cho em luôn mấy chị ơi. Pokemon kèm size, Pokemon kèm size. Hết size 6 rồi, nãy cô nói với Quyền Ngọc rồi. Hết size 6 rồi, lấy mã khác đi. Cái này còn size 7 à, lấy không? 1 là 5, 2 là 7, lấy không con Quyền Ngọc? Nãy có là cô lên cho con rồi, đâu cần con phải comment 2 lần chi cho nó mất công. Rồi Pokemon cho Đoàn Trang size 14. Rồi qua mẫu nè. Rồi với lại mã cá nè. Cá còn size 14 nè Đoàn Trang ơi. Lên mẫu nào có 14 hốt đi cưng. Ôi bộ này đẹp lắm luôn. Rồi 60, 74 cá mập luôn cho em nè. Chị nào lấy cá mập lên chốt cho em nha. Em lên lại lần nữa cho Đoàn Trang chốt nè. Cá mập kèm size 4, 5, 6, 7, 8.
4, 5, 6, 7, 8 cá mập 60 nha. Size 7 là 19kg nha cưng, 19-22kg. Rồi chế nào lấy cá mập lên chốt cho em nè, đẹp lắm luôn á. Vậy lấy con cá vàng với cá cam size 9 luôn nha cô. Rồi ok con nè, cá vàng với cá cam luôn. Chốt cho con luôn để hết á, lấy đi. Khách hàng mà thích là cô về là chốt một loạt hết luôn á con ơi. Bởi vì thích thì cứ lấy liền đi. Xe con 58.000 à. Cá vàng với cá cam. Rồi cái này cá vàng cam nè. Rồi với bộ cá vàng. Rồi cá vàng cho My Nguyễn luôn. Rồi. Cá vàng cá cam xay chín luôn nha. Rất là đẹp luôn. Em lộn ghi cái đưa cái tờ giấy. Đưa tờ giấy này ghi lộn. 68.000 xay chín. Rồi bây giờ mã này có 14 là Đoàn Trang có lấy không? Đoàn Trang ơi đẹp lắm luôn nha. Phương Thảo áo thun có size 26 khi có nha. Phương Thảo có. Chúc em lên quần lẻ với áo lẻ nha mấy chị. Chúc em lên quần lẻ với áo lẻ luôn. Rồi Trang ơi Trang 14 còn bộ nha Trang. Chính là không để chung với size đại nha. Ừ 14 tự nhiên ta ra như vậy. Đúng không? Tự nhiên ta ra như vậy. Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi. Trang ơi còn bộ 14 Trang có lấy không Trang ơi? Đoàn Trang. Đoàn Trang ơi chị kêu em nè. 4, 5, 6, 7, 8 Trời ơi đẹp lắm luôn á. Quyền Ngọc ơi con chưa có chốt được. Con chưa có tìm được một bộ nào như ý của con hết trơn á hả. Trời ơi size 6 của con là còn mấy mẫu luôn á. Đúng size á. Ờ à, chưa có comment Pokemon hoài à. Rồi cá mập 14 cho Đoàn Trang luôn nè. Đẹp lắm luôn. Lấy đi Trang ơi. Rồi cá mập cho Đoàn Trang luôn. Rồi trời đi tờ giấy. Rồi của ca của Đoàn Trang luôn cá mập nha. Cá mập 14. Hết rồi không? Vậy là hết 14 luôn rồi phải không? Ừ. Không còn, để cho đọc để cô chưa đọc cái mẫu này. Cái Spiderman vàng. Spiderman vàng. Ừ. Đây à, chắc mã này quá. Phải không? À. Xe nữa phải không? Xe nữa với Spiderman vàng với cái màu xanh lá. Rồi nhanh tay lên chốt cho em nha mấy chị ơi, rất là đẹp luôn, Spiderman vàng với xanh lá. Xanh lá nè. Đây nè. Spiderman vàng nè. Rồi ơi, phải không? Đúng rồi. Rồi anh vàng. Rồi bây giờ em lên mẫu cho mấy chị nè. Trời ơi, ai có size lên chốt em lên lần nữa nha. Bộ đẹp quá trời luôn. Xe hơi kèm size cho em luôn. Xe hơi kèm size. Ai lấy mã này lên chốt em mã xe. 4, 5, 6, 7, 8 xe hơi. Nhanh tay lên cho mấy chị. Mã này đẹp lắm luôn. Từ size 9 đến size 14. 74.000 nhí 60. Mà ơi cái bộ xe đẹp lắm luôn. Trang ơi hốt bộ xe luôn đi Đoàn Trang. 60-74 mã xe hơi cho em luôn. Chế nào lấy nhanh tay chốt em đi khung lạnh 3D nè mấy chị. Mã xe hơi siêu phẩm luôn. Siêu phẩm luôn nha mấy chị ơi. Siêu phẩm luôn. Đẹp lắm luôn á. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Qua mẫu. Cái mẫu này đẹp không à. Ngọc Loan đâu rồi? Ngọc Loan ơi, Ngọc Loan có lấy thêm size 11 không Ngọc Loan? Lên hết thì lên hết rồi Đoàn Trang 14. Ôi, đây 14 còn luôn nè, bộ robot nào Đoàn Trang ơi, siêu phẩm luôn mấy chị. 4 5 6 7 8 60 nha, 9 10 11 12 13 14 74 mã robot. Ai lấy mã này lên chốt em robot nha. Robot. Rồi cái em chị thích Pokemon hả? Ừ. Rồi không có Pokemon. Qua mẫu nha mấy chị ơi, qua mẫu. Robot kèm size. 4 tới 14. Rồi mã này cũng còn 14 nhện đỏ luôn nè, cưng nhện đỏ luôn, nhện. 4, 10, 12, 14, 60, 74 nhện đỏ cho em luôn. 60, 74 nhanh tay lên nha mấy chị ơi, đẹp xuất sắc luôn. Chế nào lấy thùng 3D nhanh tay chốt cho em nha. 60, 74 nhí 60 đại 74 siêu phẩm luôn, rất là đẹp, mã này đẹp lắm luôn. Rồi nhện đỏ kèm size cho em luôn. 60, 74 nha. 60, 74 rồi lên thêm một mã này nữa luôn. Ôi bộ nào cũng đẹp á. Ồ đẹp chưa, nhện vàng
60-74, lớn nhất size 14-40kg, 10kg tới 40kg, nhận vàng cho em luôn. 45678, 45678, trời ơi đẹp quá cả nhà ơi. Trời nào không lấy hả? Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi. 45678, 60.000, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 74.000, nhện vàng cho em luôn. Chị nào lấy mã này lên chốt cho em mã nhện vàng nha mấy chị. Mã nhện vàng đẹp lắm. Rồi em qua mẫu. Đẹp không? Ti ti nãy có comment lên hỏi quần đăng. Rồi bây giờ qua mẫu nha mấy chị. Ai lấy chốt cho em nhện vàng. Nhện vàng, nhện xanh luôn. Rồi em qua mẫu khác nha. Ôi đẹp quá. Ôi cưng lắm mấy chị ơi. Mấy cái mã 3D này nó đẹp lắm. Đẹp, đẹp. 3D cao cấp nha cả nhà ơi. Chế nào lấy chốt cho em nha. Nhện vàng, nhện xanh, nhện đỏ. Trời ơi siêu nhân nhện đó mấy chị. Nói tóm lại là siêu nhân nhện nha. Ai lấy chanh tay chốt cho em. Siêu phẩm luôn. Siêu phẩm luôn mấy chị. Rồi qua mẫu mấy chị ơi, qua mẫu. Rồi bây giờ em lên cho mấy chị nha. Đẹp lắm luôn. Rồi bây giờ em lên cái mã này nè mấy chị. Đẹp xuất sắc luôn. Em lên cái hàng này em sale cho mấy chị 50.000 nè. Chị nào lấy chốt cho em đi. Cái bộ này sale 50.000 nha. Bây giờ em còn 456-50.000. 456-50.000. Size 9 với size 10 60. 9 với 10 60. Ai lấy mã này lên chốt cho em 50-60 luôn. Hàng thể thao 50-60. 456-90. Dạ không? À ok. 456 50.000, size 9 với size 10, em sale cho mấy chị 60.000 luôn. Rồi, chế nào có size lên chốt cho em. 456 90 50 60. Trời bộ đẹp lắm mấy chị ơi. Nha, cái mã này đẹp lắm. Sale cho mấy chị 50 60 á, ai có size lên chốt cho em. Để hàng nhanh luôn. 50 60 nha. Chế nào có size lên hốt mấy mẫu này cho em luôn. 9 10 sale 60 thôi. Lên thêm mã này nữa. Mã này không có còn size đại. Rồi 45 sale cho mấy chị luôn. 45 sale 50.000 luôn. Size 4 size 5, ai có size 4 size 5 lên chốt cho em. Mã ni xanh. Mẫu thể thao đẹp lắm luôn. Sale cho mấy chị luôn nha. 50.000, 4 với 5. 4 với 5, 4 với 5. 4 với 5, 50.000. 4, 5, 50.000 mấy chị. Hàng này còn lẻ lẻ nè. Bộ này size 9 nè mấy chị ơi. Cưng chưa? Rồi, size 9, sale 69.000. Ai lấy chốt em đi. Mã này em sale cho mấy chị 69.000. Còn có 1 bộ à. 69.000 size 9 nha. Tầm 26-27kg. Chị nào có size lên chốt cho em đi. 26-27kg. Ôi có 29.000 à mấy chị. Ý quên có 69.000 à đẹp quá. Rồi chế nào lấy chốt em nha. Bộ xuất game đen à. Xuất game. Mã đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn. Đoàn Trang có lấy thêm không? Đoàn Trang có lấy thêm không? Chị lên hình như còn mẫu 2 mẫu nữa đó. Đoàn Trang có lấy thêm không? Rất là đẹp luôn. Size 9, size 9. Ai có size 9 lên chốt mã này cho em đi. Em sale cho mấy chị 69.000. 69.000 size 9 nha mấy chị. Đẹp quá trời luôn. Rồi bây giờ em lên cho mấy chị cái mã này cho mấy chị nè. Cưng quá. Ôi đẹp chưa? Size 13. Chị đâu có size 13 lên chốt cho em. Size 13 nha. 74.000 size 13. 74.000. Ai lấy chốt cho em đi size 13. Mã khủng long. Size 13 74.000 mã khủng long cho em luôn nha mấy chị. Ai lấy mã này lên chốt cho em.
Size đại sale 74.000 cho mấy chị luôn. Khủng long size 13. Ờ Trang hồi nãy có comment cho cái tin nhắn đó, có coi chưa? Có còn không? Ờ Trang Hoa, Trang gì đó, Trang Nguyễn á. Để chốt luôn, hôm nay chốt đơn cho Trang Nguyễn luôn. À, coi coi còn không. Đẹp lắm luôn. Size 13 sale 74.000. Ok Nhi Đoan Na nè. Trời ơi lâu quá mới gặp con á. Size 13 74.000. Đẹp quá mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. Rồi Nhi Đoan Na 13 74.000. Đẹp lắm luôn, lên lên cho Nhi Đoan Na chốt nha. Đẹp lắm luôn con ơi. Rất là đẹp luôn. Ôi cưng quá luôn nè. Mã này tới còn 13 không? Còn 13 phải không? Vàng. Đẹp lắm luôn là Nhi Đoan Na ơi, sale 74.000 nè con. Nhí nhí 60 đại 74 nha. Rồi đẹp quá à. Còn mã này còn size 13 nè Nhi Đoan Na, lấy luôn đi con. Khủng long, khủng long kèm size nha. 4 5 6 7 8. 60.000, 9 10 11 12 13 74.000 mã qua khủng long. Đẹp lắm luôn, mã khủng long này lấy luôn đi con, đẹp xuất sắc luôn. Khủng long, khủng long kèm size, khủng long đen, khủng long đen kèm size. Rất là đẹp luôn. Lấy bộ này 12, ok con nè. Bộ này lấy 12, size 12. 12 ừ. Rồi chốt cho con Nhi Đoan Na, size 12 cho con luôn. Tôi nói là Trang Nguyễn. Ừ. Trang Nguyễn hồi nãy lấy bộ size 13 Bizima đó. Nhớ không? Bộ Bizima hôm qua chốt nữa, hôm nay để lấy thêm nữa. À, lấy bộ tay ngắn quần dài còn. Coi còn không? Tay ngắn quần dài còn, size đại còn. Để con size cho Trang Nguyễn luôn. 74.000 cho Nhi Đoan Na luôn là con, size 12. Đẹp quá. Rồi đi lên mẫu này nữa nha. Rất là đẹp luôn. Con lấy sẵn lấy luôn nha. Còn phải không? Hai bộ đó còn phải không? Sale cho Trang Nguyễn. Trời ơi cưng chưa? Pokemon, Pokemon nè. Khủng long size 10 cho Linh Huệ. Cho em xem. Nón cam. Rồi ok. Bộ này lấy size 12 hả con? Rồi cái Nhi Đoan Na đúng rồi. Khủng long mới lấy size 12 với một bộ size 10 luôn. Một bộ size 10. Size 10 còn không? Khủng long luôn đúng không? Khủng long luôn. Dạ, okay. Rồi size 10 cho Linh Huệ luôn nha Linh Huệ. Ok Linh Huệ nè. 10 với 12, 12 của là của Nhi Đoan Na đó. Dạ, khủng long này còn 9, 11, 13 nha. Rồi, nhanh tay lên nha, đẹp lắm luôn á. Rồi sale cho Linh Huệ luôn, 74.000. Rồi bây giờ lên thêm một cái mã này nữa nha cả nhà ơi, cưng chưa? Pokemon 60 74. Rồi chế nào lấy mã này lên chớ em, mã Pokemon 60 nhí 74 đại, ai lấy chớ em Pokemon kèm size. Pokemon kèm size trời đẹp lắm cả nhà ơi. 9 10 11 12 13. 9 10 11 12 13. Đẹp quá trời đẹp luôn. 60 nhí 74 đại Pokemon. Vậy con lấy hai bộ đó vô luôn nha. Trang Nguyễn, cho Trang Nguyễn. Ừ, hai bộ đó là bộ này à? Tay ngắn quần dài nè, mà tay lớn. Này nè, mấy cái dạng này nè, mà tay lớn. À, tay 15. À, rồi, sale cho Trang Nguyễn luôn, 68.000. Nãy có nói Trang Nguyễn rồi, cô sale trên live luôn. Rất là đẹp luôn. Pikachu. Rồi, Pikachu cho Nhi Đoan Na, size 11 luôn. Pikachu size 11 cho Nhi Đoan Na. Đẹp lắm luôn. Rồi, đẹp để cho Linh Huệ xem cái nón cam. Để tụi con lấy ba size lần hả con? Rồi. Pikachu là Pokemon đó hả? Pokemon đó, không, ừ. Còn 12 rồi, hết 11. Thôi, hết 11 rồi con ơi, còn 12 lấy không? Còn 9, 10, 12. 9, 10, 12, Linh Huệ có lấy 10 không? Pikachu, Pikachu nè, Pokemon đó, có 10 là lấy chốt nè. Con ơi, hết 11 rồi nha con, có 12 lấy ok cô. Đẹp quá trời luôn. Rồi lấy 12 cho Nhi Đoan Na luôn đi, rồi ok con nha Nhi. 74.000 luôn. Đẹp quá luôn. Rồi. Rồi lấy cái nón cam cho cô Vy Vũ, lấy cái nón cam cho cô. Đẹp quá trời luôn, nón cái nón cam trên ở trên á, đẹp quá. Rồi lên cái mã này cho mấy chị nè, đẹp lấy chưa? Lấy 12 luôn đúng không? Ok. Có ai lấy 10 không? Huệ ơi, có lấy Pokemon 10 không Linh Huệ? Bây giờ em lên cái mã này cho mấy chị nha. Đây. Cá mập cho em luôn.
4, 5, 6, 7, 8 60 ngàn, 9, 10, 11, 12, 13, 14 luôn, 74 ngàn. Mã cá cho em luôn, nhanh tay lên nha mấy chị. 60, 74 đẹp quá trời luôn. 60, 74 đẹp quá trời đẹp luôn. Ai lấy mã này lên trước em, mã cá nha, mã cá kèm size đây. Rồi xe cho con luôn cái mã này, 105 ngàn luôn đúng không? Trăm này 105 luôn không? Này 115 không? Đẹp quá trời luôn. Rồi chốt cho cô luôn nè Linh Huệ ơi nha. Lấy luôn bộ Pokemon không? Đẹp lắm luôn á, 105 luôn, 105 trên like. Nón này là 115 nha, nón cam xịn sò luôn Huệ ơi, lấy ok. Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi, ai lấy mã này lên trước em, cá mập nha, mã cá mập. Cá mập cho em luôn, cá mập kèm size, cá mập kèm size. Rồi cá 12 cho Đê Nhi luôn nè. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Qua mẫu. Cá 12 74 ngàn. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha, lên tiếp. Này đẹp không? Rồi lên thêm một mã này nữa nè. Trời ơi đẹp lắm luôn, siêu phẩm luôn. Nhện vàng mấy chị ơi, cưng chưa? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 luôn. 60, 74. Ai lấy chốt cho em nhện vàng, bộ nhện vàng 3D đẹp lắm, nhện vàng kèm size rất là đẹp luôn. Có áo thun nha Lan Nguyễn, có, để chị lên áo thun cho, để chị lên áo thun cho em. Rồi nhanh tay lên chốt em nè, nhện nha, nhện vàng. Qua mẫu nha mấy chị, ai lấy mã này lên chốt em, nhện vàng kèm size. 60, 74 đẹp lắm. Linh Huệ ơi, đâu rồi Linh Huệ? Linh Huệ size 10 của Linh Huệ nè. Lấy cho Trang Nguyễn rồi nha. Có bấm giấy không? Có cần bấm giấy không? Trang Nguyễn hỏi đi ha. Hỏi bấm giấy thì kì. Vidona đó, cá 12. Ừ. Rồi lên thêm một mã này nữa nha mấy chị. Để lên nó hung nha cho Lan Nguyễn cưng. Đẹp quá. Rồi cưng luôn, robot cho em luôn. Robot nha, 60, 74 mấy chị ơi, 3D. Ai lấy chỗ em mã robot luôn. Robot kèm size mấy chị. Này phải không con? Đẹp lắm luôn. Robot kèm size mấy chị ơi, nhanh tay lên chốt cho em nha. Nhí 60 đại 74, ai lấy mã này lên chốt cho em mã robot nha. Mã robot. Linh Huệ lấy không, Linh Huệ? Rất là đẹp luôn. Linh Huệ ơi, đâu em đâu rồi cưng? Linh Huệ mới vô á. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Em lên thêm một mẫu này nữa rồi em qua mẫu khác nè. Lên thêm một mẫu xe hơi nữa. Rồi em lên áo lẻ cho mấy chị. Ôi đẹp quá, mẫu nào cũng đẹp. Rồi xe hơi cho em luôn mấy chị ơi, xe hơi kèm size nè, nhí 4, 5, 6, 7, 8 đại 9, 10, 11, 12, 13, 14 luôn. Mã xe hơi trời đẹp quá, rất là đẹp luôn. Chế nào lấy mã này lên chốt em xe hơi nha, xe hơi kèm size mấy chị ơi, siêu phẩm luôn. Rồi qua mẫu nha cả nhà ơi, qua mẫu. Chế nào lấy chỗ em mã xe nha, mã xe. Rồi. Em lên thêm một mẫu này nữa rồi em qua mẫu khác nha mấy chị, em lên thêm một mẫu này nữa nè, đẹp lắm. Ôi cưng quá. Rồi cái mã suốt game nè, chị nào lấy chốt cho em luôn. Suốt game. Ai lấy mã này lên chốt em mã xanh nha, mã xanh mấy chị ơi. 60, 74 nhanh tay chốt em mã xanh kèm size 10 kg tới 40 kg nha, đẹp quá trời đẹp luôn. Mã xanh, ai lấy bộ này chốt cho em mã xanh kèm size. Rồi bây giờ em lên áo lẻ nha, lên áo lẻ cho mấy chị. Rồi mã xanh kèm size cho em đi cả nhà ơi. Em
em lên cái mã này cho mấy chị nè. Ai lấy comment lên cho em nha. Tay cưng chưa? Cái này là tay ngắn quần dài nha. Rồi mã này size 5, size 5. Size 5 70.000, size đại 85. Lớn nhất 40 kg nha. Chị nào lấy comment lên cho em lớn nhất 40 kg. Ôi đẹp lắm luôn. Tay ngắn quần dài siêu phẩm luôn. Nhí là em còn size 5 nè, chị nào có size 5 lên chốt. Size 5 70. Size đại 85, lớn nhất 40 kg nha mấy chị. Tay ngắn quần dài. Em đang lên hàng thun lạnh 3D á, tay ngắn quần dài. Chế nào có size 5 lên chốt cho em. Size 5, đẹp quá mấy chị ơi. Tay ngắn quần dài nha, chị nào có size 4, size 5 lên đây, quá trời đẹp luôn. Nhí là em xem mấy chị 70, đại là 85 nha. Rồi bây giờ em lên cái áo này cho mấy chị. Rất là đẹp luôn. Rồi sale cho mấy chị 50.000 luôn nha. Áo đang bán 65-75, sale trên live mấy chị 50. Rồi chế nào lấy chốt màu cho em luôn. Ôi đẹp lắm luôn nha cả nhà. Ai lấy áo lẻ comment lên cho em luôn. 60-75, em sale 50 luôn. Đây cô tông cao cấp, mặt cười đẹp lắm luôn. Lan Nguyễn lấy chốt nha. Rất là đẹp luôn. Rồi lớn nhất 33kg nha mấy chị. Lớn nhất 33kg. Ai lấy chốt màu kèm số ký cho em luôn. Chốt màu kèm số ký, sale cho mấy chị luôn á. Trời ơi đẹp quá trời đẹp luôn. 50.000, 50.000 áo mặt cười nha cả nhà ơi. Em đang bán 65-75, chế nào lấy trên like sale 50, sale cho mấy chị 50.000 luôn. Trời ơi cưng lắm mấy chị ơi. Lấy thì chốt cho em. Rồi cái mã nhện này em còn bộ size 5 nè, chị nào lấy không? Mã này còn có một bộ à. Sale cho mấy chị 50.000, size 5 50.000 còn bộ size 5. Chế nào có size 5 lên chốt cho em, sale 50, size 5. Rồi chị đi cho có lấy con bộ đi nha. Ai vậy? Linh Huệ. Rồi Linh Huệ ơi, Linh Huệ còn coi like vậy cưng. Còn coi like không vậy? Mấy chị ơi chốt hai bộ trở lên em giao hàng nha. Chốt có một bộ là đóng có giao được. Linh Huệ còn coi like không cưng? Còn coi like không vậy? Bộ sao giao? Có một bộ à, sao chị giao cưng? Có một bộ thì làm sao mà giao hàng được? Trời cái nón xanh dạ quen nó đẹp dễ sợ luôn. Ôi đẹp lắm luôn nè. Rồi ai lấy áo ba len lên chốt cho em luôn. Sale 50.000 luôn mấy chị ơi. Rồi chào Yến Phạm. Sale 50.000 luôn. Nhanh tay lên chốt cho em nè. 50.000, 50.000. Cưng quá trời cưng luôn nha. Áo lẻ quần lẻ, chị nào lấy nhanh tay chốt cho em. Ba len có 5 màu luôn. Sale cho mấy chế 50.000 trên like luôn nha. Hàng thun cô tông cao cấp. Đẹp lắm mấy chị ơi. Mấy chị mua rồi là mua nữa không à nha. Ai mà mua rồi là mua nữa không à. Đẹp lắm luôn. Có nha cưng, áo này có 10kg nè, sale 50.000, lấy chốt cho chị đi, áo lẻ quần lẻ có luôn á Hiền Lê ơi. Ôi cưng quá mấy chị ơi, 50.000, áo này có 10kg Lê ơi, 10kg, có tới 9kg tới 33kg nha, 9kg tới 33kg mấy chị ơi. Nhanh tay lên chốt cho em nè, sale cho mấy chị 50.000 luôn. 50.000 luôn Phương Thảo ơi, áo ba len màu xanh đỏ size 27kg, Phương Thảo mới vô nè. Rồi xanh đỏ ba len 27kg. Đẹp quá trời luôn có. Rồi chế nào lấy áo lẻ nữa nhanh tay chốt cho em nha. Ba len sale 50 luôn. Ba len sale 50. Mặt cười sale 50 luôn. Mã nào cũng có 10kg hết trơn á Lê ơi nha. Ưu tiên trên like nha. Áo này chị đang bán 65-75. Size nhỏ 10kg 65. Size đại 75. Sale trên like cho mấy chị 50.000. Rồi có lấy áo ba len luôn, có lấy áo mặt cười luôn không Lê ơi? Có lấy áo mặt cười không Thảo chứ quên đọc lộn. Rồi chế nào lấy áo lẻ comment lên cho em nha. Em chỉ có ưu tiên trên livestream cho mấy chị thôi. Nhớ chia sẻ cho em nha mấy chế.
nhớ chia sẻ cho em nha. Cái livestream này về trang cá nhân của mấy chị nha, về trang cá nhân của mình á, em chốt với mấy chị giá 50.000, đẹp lắm luôn. Ôi cưng quá trời luôn. Rồi Lan Nguyễn thôi, rồi Lan Nguyễn đẹp lắm luôn nha. Áo này mấy chị mua rồi là tàn mua nữa không à, tự vì cái hàng cô tông bên em là nó cao cấp nha mấy chị, cô tông là nó cao cấp nha, đẹp lắm luôn. Rồi chế nào lấy chốt cho em luôn, 50.000 cưng quá luôn. Rồi 10kg luôn, có áo này luôn, mặt cười đen size lớn nhất TT. TT ơi, em có lấy cái mặt cười này rồi mà đúng không? Mặt cười này em có lấy qua rồi mà đúng không? Mặt cười size lớn nhất còn không? Ừ. Size lớn nhất của TT á, size 12 á còn. Mặt cười còn đôi tùy màu à. Màu đen á còn không? Màu đen hết rồi. Màu đen hết rồi TT ơi, hết màu đen rồi em. Rồi bây giờ em lên cái áo này nè, 10kg của Hiền Lê nè, Hiền Lê ơi, sale 50.000 cho Hiền Lê luôn nha. Ôi đẹp quá trời luôn. Lấy chốt nha, cái đát nè, 10kg nha. Trời ơi, cưng quá trời luôn, cho em xem quần trắng kaki jean đi. Có jean nè, chứ không có kaki cưng ơi, hết kaki rồi nha. Giờ này hết kaki rồi. Còn jean thì còn nha, jean còn 22kg lớn nhất, sale rẻ trên line luôn. Giờ này không có kaki đâu cưng, kaki chị hết lâu rồi. Đẹp lắm luôn nha mấy chế ơi, nhanh tay lên chốt cho em nha. Đây, sale cho em luôn 10kg nè. Mã này có 10kg nha. Mã này có 10kg, trời ơi. Áo này là 75.000 một cái nha cả nhà. Áo này em đang bán inbox là 75.000 á mấy chị. Đẹp lắm luôn. Nai vàng 27kg không có cưng ơi, nai vàng hết rồi. Cái không, này là size lớn hết rồi, chỉ còn mười mấy ký à cưng. Hết size lớn. Hết size lớn rồi nha. Áo nó đẹp lắm luôn. Hết size lớn rồi, giờ còn size nhỏ không? Đúng rồi. Không có size lớn. Ba len xanh với trắng size 8 cho Lan Nguyễn nè. Ok cưng nha Lan nó Nguyễn. Nghe nè em, cái form áo nó không có giống form đồ nên em cứ comment số ký đi chờ lấy, chứ nếu mà lấy đúng size thì sợ không có vừa. Comment số ký lên cho chị đi nha Lan Nguyễn nha. Áo nó khác với đồ bộ á cưng. Ừ, đúng rồi. Nha, comment số ký đi lên cho chị đi, cho lấy cho nó dễ. Đẹp lắm luôn, Hiền Lê ơi, quần jean 10kg chị có nha, 10kg cho tới 21kg à, 21-22kg quần jean. Hiện nay còn tới 22kg là lớn nhất mà mấy chị, quần jean á. Đẹp lắm luôn nha mấy chế ơi, cứ gầm áo cứ comment số ký lên cho em nha. Áo comment số ký, Lan Nguyễn comment số ký lên cho chị đi. Quần kaki trắng hết hàng lâu rồi đúng không? Kaki trắng mấy cái hàng nó hết lâu rồi. Lâu rồi. Cứ lấy 8 cho em là được rồi, ok. Cái gì con nói gì? Ba len trắng cứ lấy 8 cho em là được. Rồi, không có 8 thì cứ lấy 9 cho em Lan luôn. Okay. Nha. Rồi ok cưng nha. Rồi chốt cho em luôn. Ba len. Ba len xanh với trắng. Rồi có ai lấy áo lẻ nữa không mấy chị ơi, chị nào lấy áo lẻ nhanh tay lên chốt em đi, 50 trên like luôn á. Xanh với trắng cho Lan Nguyễn nha. Phương Thảo có, Phương Thảo có lấy thêm áo gì không Phương Thảo ơi? Không có thì lấy 7 rồi ok. Nếu mà không có 8 lấy 7 ha. Ghi vô tờ giấy cho mình. Rồi ok Lan Nguyễn nha em. Không có 8 thì chị lấy 7 cho em luôn. Mở ngoặc số 7 á, nếu mà không có 8 lấy 7. Phương Thảo còn mẫu nào nữa không chị? Rồi mẫu nào nữa không chị hả? Rồi lên áo nhảy cho em luôn nha. Áo hình nhảy luôn nè Thảo ơi. Sale cho em 50.000 luôn. Cái hàng này mua rồi là mua nữa đó nha. Mua rồi là mua nữa, tự vì cái áo nó đẹp lắm. Hàng cô tông nó đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Em sale có 50 trên like luôn á. Rồi cưng quá mấy chị ơi, đẹp lắm luôn. Đây Thảo ơi, lấy chốt cho chị luôn nha. Đây 5 màu. Rồi áo nhảy nè, áo hình nhảy nè mấy chị ơi, đẹp lắm luôn nha. 50.000 cho mấy chị trên like luôn.
chị nào lấy thì cứ comment lên cho em áo hình nhảy 5 màu luôn, siêu đẹp luôn mấy chị ơi, cực kỳ đẹp luôn á. Rồi Thảo ơi lấy chốt Thảo 5 màu hình nhảy 5 màu luôn á, em sale trên like cho mấy chị 50.000. Hiền Lê ơi bộ xanh nó ngoài sao ba lỗ hả? Bộ xanh ba lỗ nào cưng? Cái đó là tay ngắn nè. Cái đó tay ngắn cưng ơi, không có 10kg nha. Mẫu đó không có 10kg. Mẫu đó nhỏ nhất 15kg. Lớn nhất là nhỏ nhất là 15kg, không có 10kg em ơi. Xanh comment số ký lên Thảo ơi, xanh nhiêu ký? Cái xanh chị nhảy đúng không? 27kg đúng không? Phương Thảo rồi, ok cưng nè. Cái xanh nhảy 27kg hình nhảy. Rồi hình nè, này hình 27kg 50.000 luôn. Rồi ok Thảo nha. Đẹp quá. Quần jean trắng làm gì có. Trời ơi có rồi bán cho em rồi. Không có jean trắng. Không có jean trắng. Có quần jean nè, không có quần jean trắng nha cưng. Có chị bán cho em rồi chứ để ra đây chứ để làm gì? Để làm gì trời đất ơi. Quần jean trắng giờ hết từ đời nào rồi cưng ơi, hết từ mẫu đó hết từ đời nào rồi. Đẹp lắm. Lấy quần jean đi, chị có quần jean nè. Đây mày coi cái này coi mấy ký rồi nha. 10 ký không? Cho em xem cái nón xanh đọt chuối phía sau. Nãy giờ Ngân Trần có mua đồ không Ngân Trần? 10 ký được không? Cũng được. 10 ký đổ xuống này nha. Không được 11 nha. Đây bây giờ chị con còn một cái kaki này nè, em có lấy không? Đẹp lắm luôn nha. Cái kaki này nè, xe cho em 70.000 luôn là lấy chốt cho chị nè Hiền Lê ơi nha. Rất là đẹp luôn. Kaki 70.000 lấy chốt cho chị cái kaki xanh ngọc nha, xe cho em 70. Trời ơi phối với mấy cái áo này đẹp lắm luôn nha. Nè phối ví dụ như phối với cái áo trắng hình nè. 10 kg á. Đẹp quá trời đẹp. Phối với áo thành một bộ cưng quá. Lấy chốt chị còn có một cái à, kaki này còn có một cái. Hết rồi Lan ơi, kaki hết rồi, kaki dài ống bo còn không, ống bo. Kaki dài hết lâu rồi. Mấy đó chị hết hàng rồi cưng ơi. Nha, đẹp lắm luôn. Rất là đẹp luôn. Rồi Hiền Lê lấy chốt nha, xe cho em cái kaki này 70.000 luôn. Đẹp lắm, xanh ngọc. Lấy đi, chốt phối với áo lẻ. Áo lẻ em sale có 50.000. Dạ, lấy em. Đỏ với áo mặt cười trắng nha. Rồi ok cưng nè. Chốt cho em lấy cái quần kaki này nè, 70.000 với lại một cái áo mặt cười trắng. Rồi 50.000 luôn, 70 với 50. Rồi chốt cho con rồi nha Hiền Lê ơi. Hiền Lê lên thông tin luôn nha Hiền Lê. Cái mặt cười trắng 10kg. Ý quên cái gì ta? Cái mặt cười đúng rồi. Nó ghi chỉ ghi giá tiền quần. Cái quần 70 với cái áo mặt cười 50. 10 ký. Rồi cái áo nhảy Ngọc Hiếu Nguyễn mới vô phải không cưng? Ngọc Hiếu Nguyễn cái áo nhảy 22kg, áo nhảy xanh 22kg có luôn. Ngọc Triệu áo nhảy vàng 15kg với 19kg có luôn. Nhảy vàng 15 với 19. Lấy từ 2-3 cái trở lên mới vào nha mấy chị ơi. Mấy chị ơi, mấy chị nào mới vô sao á, chốt hàng nhờ, phải chốt hàng cho nó nhiều nhiều lên tí em mới giao nha mấy chị. Vô chốt cái áo, hai cái áo mất công bỏ ra lắm, không có giao được đâu nha cả nhà. Xuất sắc lắm luôn mấy chị ơi. Hiền Lê có lấy thêm gì không Lê ơi? Hiền Lê nè.
Ngưng Trần cho em xem cái nón xanh đọt chuối phía sau. À, nón xanh đọt chuối đẹp lắm luôn. Nón đó là xe cho em 105 trên like nha. Nón đó 115. Lấy chốt cho chị đi. Xe trên like á. Xe trên like 105 hả ta? 105 hả? Nón 115 nó xe 105 đúng không? Là đẹp luôn. Nón xanh đọt chuối, nón cam nào đẹp lắm luôn nha mấy chị. Như mấy cái nón này nè, đó, cùng mẫu luôn á, mà nó là màu đọt chuối, màu cam. Đẹp xuất sắc luôn. Rồi nón này là 115 nha, xuất sắc luôn nha mấy chị. Em xe trên like cho mấy chị á là 105 á, nón xịn sò luôn. Em lấy cái gì chị mới lên chứ, tự em hỏi còn gì không à. Áo quá trời luôn nè, em áo quá trời màu luôn nè ha. Em lấy con cái màu trắng 10kg à, em lấy cái nào nữa. Lan Nguyễn cái mặt cười đen size 8 nè. Ok Lan Nguyễn nha, cái mặt cười đen size 8 cho em luôn. Đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. Bây giờ em lên cho mấy chị nè, rất là đẹp luôn. Bây giờ em lên lại áo cho mấy chế chốt nha. Ai lấy áo này comment lên cho em, sale 50.000 áo nhảy hình nha. Ai lấy chốt cho em nè nha, áo nhảy, áo nhảy hoặc là áo hình kèm size cho em, kèm số ký cho em luôn nha. Từ 9kg cho tới 33kg. Đây 5 màu sale 50.000. Chế nào lấy comment màu lên cho em. Đẹp lắm luôn. Cực kỳ đẹp luôn. 50.000. Cưng ơi là cưng luôn. Rồi áo ba len cũng sale 50 luôn nha. Rất là đẹp luôn. Áo khoác 10kg còn không vậy? Hình như còn đúng không? Áo khoác. Áo khoác hả? Ừ 10kg của Hiền Lê. Coi để còn không? Rồi để xíu đi cưng. 10kg đi cho coi còn không sale cho em. Đẹp lắm. Rồi áo ba len, áo ba len cũng 5 màu luôn, sale cho mấy chị luôn 50.000. Ai lấy áo ba len comment lên cho em nha. Ba len 5 màu luôn, đẹp lắm luôn. Chút nữa em sale quần cho mấy chị thun da cá nha, quần thun da cá sale cho mấy chị luôn. Đẹp quá trời luôn. Rồi ba len 5 màu luôn mấy chị ơi. Mấy chị nào lấy trên like em đang sale cho mấy chị có 50 à. Áo này là phải 60, 75, size lớn 75, size nhỏ 60. Rồi với áo mặt cười đó, chị lên tất cả mấy cái áo này nè. Mấy chị nào lấy thì cứ chốt cho em nha. Ôi có 50.000 mua rồi là mua nữa đó mấy chị ơi. Hàng đẹp lắm luôn. Mua rồi là mua nữa, đẹp quá trời luôn. Mua rồi là sẽ mua nữa mấy chị ơi. 50.000 à cả nhà ơi. Mấy chị ơi ưu tiên trên like nha. Mấy chị ưu tiên trên like xuống like, không có giá 50.000. Em nói trước nha, mấy chị mua inbox là không có giá 50. Đẹp lắm. Ngọc Hiếu nè, cái áo nhảy 22kg. Cái ba len đỏ 22kg. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Có ai lấy thêm gì nữa comment lên. Ngọc Triệu có lấy thêm gì nữa không? Ngọc Triệu ơi. Chứ mấy chị mua có một cái áo, hai cái áo không có giao được nha. Thông cảm cho em nha mấy chị. Mua có 1 cái, 2 cái nè, nó không có chí thì chỉ xíu. Còn màu này. Còn nhít lên size 11, 12 chỉ còn 2 màu này. Rồi chốt cho Hiếu là 2 cái áo nhảy màu xanh, cái áo len màu đỏ. Ngọc Hiếu nè. 50. Cái áo nhảy xanh. Ba len. Ba len đỏ. Rồi của em 22kg ha. Của em là 22kg. Ngọc Hiếu áo mặt cười màu đen nữa cô. Rồi ok mặt cười màu đen nữa. Rẻ lắm luôn á nha. Mua rồi là còn mua nữa. Áo đó áo cô tông đẹp lắm. Sale có 50.000 à. Mấy chị nghĩ sao cái áo cô tông mà có 50.000. Cười đen. Rồi ba cái áo cho Hiếu Nguyễn nè.
đẹp lắm luôn cả nhà ơi. Ba len màu đỏ, mặt cười màu đen, với lại áo nhảy màu xanh nha. Trời ơi cưng lắm luôn, có 50.000 để lên quần lẻ cho mấy chị chốt luôn nha. Cưng quá trời cưng luôn, cái này Nhi quên rồi con. Không biết rồi, quên rồi lâu quá. Trời ơi đây. À con, à, một cái là sai đúng sai, còn đâu, hai cái này đúng là, sai nè đúng không? Cái là để lẻ ra. Ê cái này sai. Cô nhớ còn cái có cái áo cô tông nữa mà. Không. Cũng ở trên đó luôn. Thấy có cái này không? Có cô tông nữa. Thì cô cứ báo tới chứ. Đẹp lắm luôn. Rồi bây giờ con có lấy áo này không? Áo chú chó nè, 10kg nha. Đẹp lắm luôn nè. Xài. Lớn hơn xài thì còn hai cái. À, thôi nhiều nên con lấy. Đẹp lắm luôn, cái này là áo dù nha, hai lớp lận, đẹp lắm luôn. Rồi cái này sale cho con luôn nè, cái áo này sale nhiêu luôn. Rồi lấy chốt cho cô đi nha. Cái này sale cho con 90.000 luôn. 90.000 luôn, lấy chốt chú chó nha, 90 luôn, áo này tới trăm mấy luôn. Sale cho con 90 á. Size 3 đúng 10kg luôn. Rồi sale cho Hiền Lê 90 lấy chốt cho cô. À, con này lớn hơn size, này lớn hơn size, hai cái này lớn hơn size, cái này đúng size của bé 10kg nè. Nha. Xe con 90 á lấy chốt. Cho không con thích áo hoa văn lắm, con thích một màu thôi. À nhớ cái màu đen còn, con coi kỹ lại đó đi, con coi kỹ là chỗ cái hàng áo á. Chỗ cái hàng áo á, có áo khoác một màu á, size nhỏ. Có phát một màu của Phú không thấy, thấy. Ừ thì kiếm nó coi. Tự gì để tùm lum hết trơn á, đâu chỗ đâu có gọn gàng đâu, bởi vậy kiếm không, không có đâu. Ở dưới đi, ngăn dưới chỗ áo khoác á. Đó chỗ đó là chỗ áo gì vậy? Có màu đen á, có một màu. À không thấy nè. Tôi để nè, tôi nhớ. Sai mấy? Size 2. Đây, đẹp lắm luôn. Rồi con lấy một màu chốt cho con luôn nha. Cái hàng này 160, 170 lượng chốt cho con, 120 lấy chốt. Đẹp lắm luôn. 160 size nhỏ, 160 size lớn, 170. Rồi lấy chốt cho cô luôn, size cho con 101. Ý 120 chứ, 120 nha. Rồi cái này là xịn sò luôn á, cái này là xịn sò luôn. Size nhỏ mà hàng này hết hàng nè, đẹp lắm luôn. Hàng này size nhỏ là 160, size lớn là 170. Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi, bây giờ em lên quần thun da cá cho mấy chị nha, thun da cá. Đẹp lắm luôn, thun da cá size cho mấy chị nè, cực kỳ đẹp luôn. Lên này hả? Có biết xài không? Nhỏ có ghi 2. Đó, con có ghi, nó ghi xài đó. Rồi bây giờ em lên thun da cá cho mấy chị nè nha. Rất là đẹp luôn, con lấy thêm áo Adidas nha cô. Rồi áo Adidas comment màu cho cô luôn đi. Đẹp lắm luôn nè, của con nè, đợi cô lên thun da cá 10kg. 4 màu. Lan Nguyễn thì vẫn chưa cho thông tin. Lan Nguyễn ơi, lên thông tin cho chị đi Lan Nguyễn. Cho chị lên thông tin lại cho chị đi nha. Rất là đẹp luôn. Rồi sale 50 luôn nè, lấy chốt cho chị đi Hiền Lê ơi, đẹp lắm luôn. Hàng này là 75.000, tự gì nó còn size nhỏ không à nha, không có size lớn. Đẹp lắm luôn. Lấy hết luôn đi. Sale em 50.000 luôn á. Rất là đẹp luôn. Cưng quá trời luôn, 50.000. Còn 3 cái lấy luôn. Rồi em lên thun da cá cho mấy chị nha, lên thun da cá nha mấy chị. Đẹp lắm luôn. Rồi sale cho mấy chị nè. 45.000 thun da cá. Ai lấy chốt cho em 45.000. Rồi bây giờ em lên cái thùng quần này cho mấy chị nha, đẹp xuất sắc luôn. 45.000 chú chó xanh, xám, xám đậm, xám lợt. Rồi chế nào lấy comment lên cho em luôn. Lớn nhất là 35kg sale cho mấy chị. Có đen nữa nha mấy chị. Có đen nữa nha.
4 màu có đen luôn. Sale cho mấy chị 45.000 lấy chốt cho em luôn. Rồi cái xanh coban 10 kg. Quá đẹp luôn. Xanh như hết rồi. Không có xanh cưng ơi, nãy lên 3 màu mà này mà đâu có xanh đâu. Đâu có xanh, không có xanh. 10 kg cái này được. Nai nè, có nai 10 kg, có nai lấy không? Lấy thì ok chị, không có Adidas, không có xanh. Nha, lấy nai chốt nai. Còn màu nào là chị lên màu đó, nó đẹp lắm. 10 kg thì còn a, còn nai thì đủ màu, nai thì còn đủ màu. Rồi ok nai cho con luôn. 5.000. Bèo rẻ bèo luôn á. Rồi cái nai 10 kg 50.000. 10 kg là cô còn đủ mấy màu luôn á, cái nai còn đủ 5 màu luôn. Trời áo đẹp quá trời, sale có 50.000. Sale cho mấy chị 50.000, ai lấy áo size nhỏ cứ comment lên em nha. Đó của gì đó, Hiền Lê, lên thông tin nha Hiền Lê ơi. Rồi bây giờ em lên lại cái quần thun da cá nha, chế nào lấy cứ comment lên cho em nè. Ai lấy quần da cá cứ comment lên số ký cho em. Sale 45.000, 45.000. Đẹp lắm luôn. Cực kỳ đẹp luôn nha cả nhà ơi. Đây. Kem. Cái quần này có 10 kg nè Lê. Rất là đẹp luôn. 8 kg nha, quần này em có từ 8 kg. Mã này nè nha mấy chị, 8 kg cho tới 35 kg. Giá sale trên live 45.000. Chị nào lấy comment màu lên cho em rồi nha, màu với số ký. Rồi, lấy chốt cho chị nè. Ngọc Nguyễn nè, Ngọc Hiếu Nguyễn, Ngọc Hiếu Nguyễn ơi. Ai lấy quần lẻ nhanh tay lên chốt cho em nha. 45.000 cho mấy chị. 45.000 trên like á, nhanh tay lên chốt cho em. Có đen nữa nha, mã này có đen nữa nha mấy chị, chú chó là em có đen nữa. Đẹp lắm luôn. Chị nào lấy cái comment màu và số ký lên cho em. Đẹp xuất sắc luôn. Rồi cái quần này để em lên like cho mấy chị luôn. Quần này có nhiêu ký tới nhiêu ký? Nhỏ nhất là nhiêu ký? 20 tới 45. 20 ký tới lên nè. Rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ em lên cái quần này cho mấy chị nha. Quần này là từ 20 ký trở lên nha mấy chị nha. 20 ký trở lên cho tới 50 ký luôn nha. Có 50 ký luôn nha mấy chị. Sale cho mấy chị trên like luôn. Sale nhiêu vậy? Sale nhiêu? Quần thun da cá nha, đẹp lắm luôn. Em sale cho mấy chị 39.000. Quần này em có tới 50 kg luôn nha, có tới 50 kg. 50 kg. Đẹp lắm luôn nha mấy chị. Nhanh tay lên chốt cho em sale 39.000 trên like luôn. Ai lấy comment lên cho em, đẹp lắm luôn. Em lên màu cho mấy chị nè, cực kỳ đẹp luôn, thun da cá luôn nè, cam. 39.000, ai lấy nhanh tay lên chốt cho em. Mát lắm luôn nha mấy chị ơi. Cam nha, màu cam, màu hồng. Đẹp lắm luôn, hồng đậm nha, xuất sắc lắm luôn mấy chị ơi. Xe. Cá 39.000, chế nào lấy nhanh tay lên chốt cho em. Đẹp lắm luôn. Ai lấy nhanh tay chốt cho em. Xanh. Rồi chế nào lấy quần nào cứ comment lên cho em đi. Em lên từng màu cho mấy chị dễ lấy luôn nè. Lớn nhất là tới 50 kg luôn em mấy chị nha. Từ 15 kg trở lên đúng không? 15 phải không? 20 hay 15? 20. 20 kg trở lên cho tới 50 kg. Chế nào lấy chốt em mã này đi. Đẹp lắm luôn. 39.000 mã này. Ai lấy mã này lên chốt cho em. Họa tiết xe. Rất là đẹp luôn. Nhanh tay lên chốt cho em nè mấy chị. Hiếu Nguyễn lấy chốt nha mấy chị nha. Mấy cả nhà ơi nha. Mấy chị nào lấy hàng cứ lấy một hai cái áo là em không có giao được đâu nha mấy chị. Rất là đẹp luôn. Rồi chế nào lấy mã này lên chốt cho em. Mã xe, họa tiết xe, thun da cá. Chị nào chốt 1-2 cái là lấy không có. Ờ, mất công lắm, như chịu cái gì nè.
Ngọc Triệu á, Ngọc Triệu còn coi like không? Áo nhảy nè, áo nhảy vàng 15 với 19 kg của Ngọc Triệu nè, Ngọc Triệu ơi, đẹp lắm luôn. Nha. Ngọc Triệu, áo nhảy vàng 15 với 20 kg. Cái 15 với cái 19 kg 50.000. Lấy có hai cái áo à sao em giao mấy chị ơi? Lấy có hai cái áo sao em giao nha. Lấy từ ba cái trở lên thì em đẹp lắm luôn á. Còn không là gì cưng? Còn không là sao? Còn áo hả? Em lấy áo nhảy rồi em lấy áo ba len không nè, áo mặt cười nữa nè, chị lên quá trời luôn. Em nãy giờ em đâu rồi? Chị lên áo quá trời luôn, sale trên like 50.000, áo mặt cười cũng có 5 màu luôn á. Mấy chị ơi, mấy chị nghĩ sao lấy hai cái áo sao em giao được mà mấy chị cũng phải tốn tiền ship nữa nha. Đẹp lắm luôn. Mấy chị đã mua đồ rồi thì mấy chị phải mua cho nó ship coi được tí xíu chứ giờ có hai cái áo em sale có 100.000 à. Mấy chị lấy chi có hai cái áo đúng không? Đẹp quá trời luôn. Rồi đó, em sale cho mấy chị 50.000 luôn. 6575 á cả nhà ơi, mà sale trên live có 50 nè Ngọc Triệu. Đẹp quá trời luôn, mặt cười. Nãy em lấy áo nhảy đúng không? Áo nhảy, áo mặt cười. 5 màu, mã nào chị cũng có 5 màu hết trơn á. Rồi lấy chốt nha. Áo ba len cũng 5 màu luôn. Trời ơi, mấy chị chưa có mua lần nào đúng không? Rất là đẹp luôn, mua rồi đi, mua thử một lần đi. Đẹp lắm mấy chị ơi nha. Em sale rất là rẻ trên like có 50. Áo này 6575 đó. Size của Ngọc Triệu là 75.000 nha Ngọc Triệu ơi. Mà sale trên like cho mấy chị 50 luôn. Rồi quá trời áo luôn. Rồi đẹp quá trời luôn nè. 5 màu luôn, mã nào em cũng có 5 màu. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Rồi lên thêm một cái quần xanh nữa nha. Thun da cá cho mấy chị luôn nha. Thun da cá. Ai lấy mã này lên chốt em mã xanh 20kg trở lên cho tới 50kg 39.000 cho mấy chị luôn. 39.000 chị nào lấy chốt cho em mã xanh. Mã xanh. Mấy chị nào lấy đâu cái gì cứ comment lên cho em nha. Em đang lên quần cho mấy chị mà chốt áo nè. Mã xanh kèm size cho em luôn. 39.000 mã xanh. Chế nào lấy mã này lên chốt em mã xanh nha. Rồi mã này là mã cá. Mã cá. Mã này từ 20 trở lên mấy chị, 20kg trở lên á. Mã cá kèm size cho em luôn. Thun da cá. Mát lắm luôn. Rồi nhanh tay lên chốt em mã cá kèm size. Mã cá kèm size cả nhà ơi. Đẹp lắm luôn. Ba len xanh 15 với 19. Rồi ok Ngọc Triệu nè. Ba len. Mấy chị lấy áo nhớ lên thông tin nha. Lên thông tin cho em luôn nha. Đẹp lắm luôn. Hiếu người Ngọc Hiếu lên thông tin luôn nha Ngọc Hiếu. Mấy chị lấy từ 3 cái khách cũ em cũng còn xin thông tin nữa. Đừng nói chi khách mới. Chị nào khách mới nhớ lên thông tin đầy đủ nha. Vô inbox cho em thông tin đầy đủ luôn nha cả nhà. Rất là đẹp luôn. Ôi cưng quá à. Rồi ba len cho Ngọc Triệu luôn nè. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Rồi cái ba len luôn. 4 cái áo cho Ngọc Triệu. Rồi chế nào lấy quần da cá lên chốt cho em nè. Mã cá nha. Mã này là mã cá. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Đây. Cá cam. Cái này là cá kem. Cá kem kèm size cho em luôn nha. Cá kem kèm size. Mã này là từ 20kg trở lên cho tới 50kg. Em sale cho mấy chị 39.000. 39.000 chế nào lấy chốt lại cho em luôn nha. 39.000 10-20kg trở lên. 20kg trở lên cho tới 50kg. Rồi ai lấy nhanh tay chốt cho em. Đẹp lắm luôn. Mẫu nào em cũng sale rẻ cho mấy chị nha. Còn mã này là sale 45.000. Mã này sale 45.000. Họa tiết. Kem. Họa tiết kem 45.000. Đẹp quá trời luôn. Rất là đẹp luôn. Đưa thêm quần này nữa em.
họa tiết với kem 45.000. Quần này hết rồi. Hết à, xem một hả? Ừ không, ý là quần này nè còn không, còn nhiêu đó sai nhiêu còn. Họa tiết kem để lên á chứ đâu phải là lấy size 1. Biết rồi nhưng mà còn quăng ra hết rồi, mấy cái mẫu quăng ra hết. Họa tiết kem mã này là em sale 45.000 nha, mã này là sale 45.000. Đây chú chó. Chú chó là 45.000, nó là hung da cá luôn nha mấy chị, nó là hung da cá luôn. Đẹp lắm luôn. Rồi. Chó xám lợt. Xám lợt, xám đậm, chó em có hai màu nha, một cái lợt với một cái đậm. Rồi cái này là cái xanh. Mã này là sale 45. Rồi với đen. Rồi chế nào lấy chốt cho em. Rất là đẹp luôn. Rồi hàng này là 45.000, chế nào lấy comment lên cho em nha. Rồi cái hàng bên đây em sale cho mấy chị 39.000 là từ 20kg trở lên. Lấy con chú chó màu xám đậm. Chú chó màu xám đậm, comment số ký lên đi cưng. Đẹp lắm luôn. Chú chó xám đậm. Hiếu Nguyễn, nhiêu ký cưng? 22kg. Xám đậm còn 22kg không? Xám đậm hả? Ừ. Chú chó đậm á. Còn. Rồi chốt cho Hiếu Nguyễn nha, xám đậm 22kg. Nhanh tay lên nha mấy chị, ai lấy cứ comment lên cho em số ký. Mã này là sale 45.000 cho mấy chị trên like nha. Em xuống like không có giá 45 nha cả nhà. Chị nào mua rồi là biết rồi, em ưu tiên cho mấy chị coi like. Nhớ chia sẻ cái livestream này về trang cá nhân của mình nha. Ngọc Hiếu ơi, Ngọc Hiếu Nguyễn, 22kg xám đậm. Đẹp lắm luôn, đầm bé gái sale đó trên like 72.000. 72.000 trên like dịp ái ái. Rồi nhanh tay lên chốt cho em nha mấy chị, đẹp lắm luôn. Rồi chế nào lấy chốt em nữa nha mấy chị, ai lấy chốt cho em quần nữa đi, nhanh tay lên nha mấy chị, em chỉ có ưu tiên trên cái like này thôi nha. Xuống like là không có giá này nha cả nhà ơi. Rất là đẹp luôn. Rồi chế nào lấy quần lẻ comment lên cho em. Rồi em qua mẫu nha mấy chị. Đầm 8-9kg không có con ơi. Đầm 10kg trở lên là không có 8-9kg nha dịp ái ái. 10kg con, đầm đó là 10kg con ơi. Size 4 là 10kg trở lên. Có quần nào màu cam hay màu đỏ không cô? Màu cam hay màu đỏ? Nè, lấy màu này đi. Cam. Cam nha, cam với đỏ. Đây, lấy hai màu này đi, đẹp lắm luôn. Lấy chốt cho cô nha, xuất sắc lắm luôn. Cái quần này nó đặc biệt, nó có cái túi ở phía sau nha mấy chị nha. Cái quần này em sale cho mấy chị 39.000, nó có cái túi phía sau. Có cái túi phía sau nha mấy chị, để gần cho mấy chị xem nha, nó có một cái túi. Đây, lấy cái này đi con. Đẹp quá. 39.000, đây cam có nè. Đỏ hồng có, lấy chốt. Rồi ai lấy cái gì nữa comment lên cho em nha mấy chị. Ưu tiên trên like nha. Ưu tiên trên like nha. Lấy con màu cam. Rồi màu cam. Màu cam 22kg. Ừ. Rồi ok con nè. Quần màu cam 22kg. 39.000. Đẹp lắm luôn. Chế nào lấy chốt lẹ cho em luôn mấy chị ơi. Đẹp. 39.000 trên like nha. Ôi đẹp lắm luôn. Quần đỏ size 7 cho Lan Nguyễn. Size 7. Không, cái quần này comment số ký đi cưng ơi nha. Quần này nó khác mấy cái form. Quần này nó khác, cái form khác. 20kg trở lên nha. Nó không có giống như cái quần kia nha con. Comment số ký đi. Quần này comment số ký. Nó form khác nhau. Form này ít mấy gì đâu còn nha. Nó cứ comment số ký lên đi. Cam comment số ký không có size 7. Đẹp quá. Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi, Lan Nguyễn lên thông tin chưa? Lan Nguyễn lên thông tin cho chị chứ vậy, để xin thông tin hoài phiền phức quá à. Mấy chị ơi lên thông tin cho em đi, ai khách mới khách cũ gì cho xin thông tin lại hết nha cả nhà. Đẹp lắm luôn.
Quần này em có từ 20kg cho tới 50kg nha mấy chị. 20kg đến 50kg, mã nào cũng có size hết trơn á. Chị nào lấy cứ comment lên cho em số ký. Từ 20kg trở lên, không có size nhỏ mấy chị. Từ 20kg cho tới 50kg nha. Rất là đẹp luôn. Chế nào lấy chốt em mã cam, em lên lại quần cho mấy chị nha. Em lên rồi mà chị rồi, ok cưng. Rồi mã cam nha, mã này mã cam. Mã này mã đỏ, mã hồng, hồng đỏ đẹp lắm mấy chị. Rồi xanh chuối, ai lấy cốt số ký cho em nha. 39.000 cả nhà ơi, em lên cái quần 39.000 cho mấy chị nha. Từ 20kg cho tới 50kg, chế nào lấy cứ comment màu cho em luôn. Kem, cá kem, cá kem đẹp lắm luôn, thun da cá, cá kem. Rồi cá cam, em lên đủ mẫu luôn, chế nào lấy cứ comment màu cho em luôn nha. Rồi mã xanh, mã xanh cho em luôn, đẹp lắm luôn nha. Xanh người sắt, mã này có hình người sắt đẹp lắm luôn. Rồi mã hồng, mã hồng, mã hồng. Chế nào lấy nhanh tay chốt em sale 39.000. Từ 20kg đổ lên cho đến 50kg. Chị nào lấy chốt cho em số ký với màu. Cá kem với xanh 28kg nhé cô. Rồi ok con. Xanh ha. Rồi với lại cá. Cá kem 28kg. Ok con. 39.000, em nói lại cho mấy chị nghe nha. 39.000 cho chị nào lấy nhanh tay lên chốt cho em. Thảo Ngô mới vô. 39.000. Hai quần. Rồi nhanh tay lên nha. Còn ai lấy nữa nhanh tay lên chốt cho em nè. Bây giờ em đọc lại cho mấy chị nè, đẹp lắm luôn nè nha. Cái này là quần này là nó thành là cam mà nha mấy chị nha. Nó thành ra cái màu cam mà cam hồng đẹp lắm luôn. Rồi chế nào lấy mã này lên chốt cho em mã xe nha. Cam hồng có chữ có xe nha mấy chị. Rồi cá kem 20kg lên tới 50kg luôn. Cá kem. Mã xanh. Rồi cá cam. Rồi cái này là hồng nha. Hồng đẹp lắm luôn mấy chị nha. Hồng xe. Đó mấy chị nào lấy nhanh tay lên chốt em. Có 39.000 cho mấy chị. Có 39.000. Rồi chế nào lấy cứ comment qua mẫu nha mấy chị. Rất là đẹp luôn. Rồi giờ qua mẫu nha mấy chị. Ai lấy cái gì cứ comment lên cho em nha. Chị nào lấy cứ comment lên cho em. Em đọc số ký cho mấy chị á nha. 20kg trở lên cho tới 50kg luôn. Qua mẫu. Ồ đẹp lắm luôn nè. Rồi cái này xanh chuối nha. Xanh chuối, cá xanh chuối. Cá xanh chuối. Rồi cái này là cam. Mã này là mã cam. Đẹp quá mấy chị ơi. Bộ cái nào cũng đẹp hết trơn á nha. Cam hình là tam giác á, đẹp quá trời luôn. Mấy cái mẫu này mẫu nào cũng đẹp hết. Thun da cá nha, thun da cá. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Rồi bây giờ em lên cho mấy chị nha, mấy cái mẫu lẻ lẻ nè. Mẫu lẻ lẻ coi cho mấy chị. À, bây giờ em lên cái mã này là xe cho mấy chị nha. Chị nào có size lên chốt cho em. Em xe cho mấy chị 50-60 luôn. 50-60. Ôi cưng lắm luôn.
Rồi cái này là khung lạnh 3D sọc nha. 50, 60, bây giờ em còn bộ size 4, 50, size 10, 60, ai lấy chốt cho em. Size 5 với size 10, 50, 60, chế nào lấy chốt em mã xanh nha. Mã này còn bộ size 5, 14, 15 kg. Một bộ size 10 là tầm 27, 28 kg, 60. 50, 60, chế nào lấy chốt em mã xanh, bộ suit game đẹp lắm luôn. 5 với 10, size 5 với size 10, chế nào lấy chốt cho em mã này là mã xanh nha. Rồi 4, 9, 12, 4, 9, 12, chị nào lấy 4, 50, 9 với 12, 60. Rồi chế nào lấy mã này lên chốt cho em nha. 50, 60 luôn, bộ 3D siêu nhân nhện nè. Siêu nhân nhện mã sọc đẹp lắm luôn mấy chị ơi. 50, 60, ai lấy chốt cho em đi. Một bộ size 4, một bộ size 9 với một bộ size 12. 50, 60, mã nhện cho em luôn. Đẹp quá cả nhà ơi. Nhanh tay lên chốt cho em nha mấy chị. Ai lấy chốt cho em nha cả nhà ơi. 50, 60. Thúy Nguyễn ơi, có lấy thêm gì không? Nãy giờ chị lấy là chị lên là cả chục màu luôn á. Hơn chục màu luôn á. Em mới chọn được có một màu à, đúng không? Có lấy thêm đúng không? Quá trời thun da cá luôn mà. Em lấy mới có một cái quần à. Có một màu à. Rồi, chế nào lấy chốt cho em đi mấy chị. 4, 9, 12. 4, 9, 12. Này có lấy một hai quần cũng đâu có ship được. Phải có đúng rồi, lấy ít quá đâu có ship mà con bỏ ra đó. Nữa. Mà Hiếu Nguyễn nãy giờ có cho chốt mấy cái áo đẹp lắm luôn. À nếu mà chung vậy thì được. Còn chịu gì nè. Mấy chị nào lấy hàng cứ nhớ lên thông tin đầy đủ cho em nha mấy chị, nhớ lên thông tin đầy đủ cho em. Rồi quần thun da cá quá trời hờ màu luôn. Quá trời màu luôn, mấy cái quần này sale 39.000 nè, sao em không lấy. Còn mấy cái quần kia là chị lên hết tổng cộng là 7 màu luôn á. Em chốt có một màu. Hết quần rồi cưng ơi nha, quần nó chị lên hết cho em rồi. Nếu mà lấy thì chốt. Rất là đẹp luôn, cái gì? Họ tiết không, họ tiết không phải giống con chó. Họ tiết giống con chó là sao? Không, mẫu nào ra mẫu đó rồi con ơi nha. Mẫu nào giống ra mẫu đó à. Con chó là ra con chó chứ con chó không có họa tiết nha. Đẹp lắm luôn. Rồi con chó là có đen. Lên lại nè, lấy thì chốt cho cô nha con. Con chó là có đen, có xanh, có xám lợp, xám đậm nha, xám lợp, xám đậm. Con chó. Còn họa tiết là ra họa tiết chứ không có họa tiết con chó. Đẹp lắm luôn. Đó, này là cô, này cái này là con chưa có mua lần nào đúng không? Nha, con chưa mua lần nào, lại mua thì chốt cho cô. Vi ơi, quần sale 45 với 39 con lấy cái nào Vi? Quần là sale 45 với 39. Không, Vi Nguyễn. Chứ chó xám đậm còn 28kg không con? Chó xám đậm. Rồi ok con nha. Thảo Ngô chốt cho con nha. Chú chó xám đậm 28kg cho Thảo Ngô nè. 45.000. Ai mua rồi là dễ lắm, mua rồi là biết rồi dễ lắm. Con mua chỗ cô rồi ạ, à, con mua chỗ cô rồi hả, đẹp lắm luôn nè. Cho con xem quần quả tiết đi Vi Nguyễn. Nè quả tiết nè con. Nha, đây quả tiết, quả tiết 45.000 nha, đẹp lắm luôn. Quả tiết 45.000. Cưng lắm luôn. Quả tiết này là 45.000. Rồi quần kem cũng 45.000 luôn. Quần kem 45.000, quả tiết sale 45.000 luôn. Rồi còn chú chó cũng 45.000 luôn. Chó là có 4 màu ha, lấy chốt.
Rồi mấy cái quả tiết này là sale 39.000 nha. Cái quả tiết này cô sale 39.000 từ 20kg trở lên cho tới 50kg luôn. Rồi đẹp lắm luôn. Rồi cái này là xanh chuối nha. Xanh chuối cá, cá xanh chuối. Rồi cái này là cái cam. Cam, cam này là hình tam giác nha. Quả tiết đẹp lắm luôn. 39.000 nha, 39.000. Cam tam giác. Rồi cam cá. Cam cá. Rồi xanh. Cá kem. Cá kem. Rồi cái này là cam hình xe, cam hình xe nha. Cam hình xe. Rồi cái này là hồng. Hồng hình xe luôn nha. Họa tiết xe là chỉ có hai cái, một cái hồng với một cái cam. Hồng với cam. 39.000, lớn nhất là 50kg luôn á, lớn nhất 50kg luôn. Cá màu kem. Cá màu kem. Rồi ok con nè. Cá màu kem cho Hiếu luôn ha. 39.000 của Hiếu là 22kg. Cá màu kem. Hiếu. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Rồi 29.000 hả con, 29.000 cho con luôn. 29.000 đẹp lắm luôn. Cá màu kem 39.000 chưa lộn. 22kg đúng không? 22kg của Ngọc Hiếu Nguyễn. Rồi chốt cho con rồi nha. Ngọc Hiếu Nguyễn ơi, 22kg. Mười lăm ký có, 15kg còn không con? Quần 15kg còn không? Quần 15 hả? Ừ. Không, hết rồi hả? Hết tất cả các màu rồi Vi ơi. Quần 15kg hết rồi con ơi. Còn 20kg à nha. Còn 20kg à. 15kg hết rồi. Còn nhỏ hoặc là còn lớn hơn. Giữa 15kg hết rồi. Vương Thanh Lê, cô lấy cho con cái quần kem size 3 cho con thử xem. Không con, quần kem này, quần kem này size 3 còn không con? Quần kem 45.000 á. Quần kem không hết rồi. Size 3 còn không? Đẹp quá trời, hết size 3 rồi con ơi con. Size 5 trở lên. Bây giờ con lấy nhiêu ký nè, con comment số ký đi Thanh Lê, Phương. Phương con comment số ký lên cho cô coi. Nha, comment số ký đừng comment size, quần nó khác với size. Size quần khác với size đồ bộ con ơi. Khai là quần nó khác với đồ bộ. Con comment số ký đi, cô lên cho con cái quần á cho nó dễ. Size của con size nhỏ còn á. Size nhỏ còn nha, size nhỏ còn. Bây giờ cái size lửng lửng 15kg là em hết rồi nha. Lấy cho con thêm một cái áo màu đen ba len đúng không? Rồi ok Hiếu nè. Ngọc Hiếu, áo ba len màu đen. 22kg luôn. Nhà mấy người lấy áo lấy quần không ai cho thông tin gì hết. Rồi lên thông tin đi mấy chị nha. Ai lấy hàng lên thông tin cho em đi. Không có người này cho thông tin. Rất là đẹp luôn. Hồng Ngọc Hiếu cũng chưa có cho lên thông tin cho cô nữa nè. Chưa có cho thông tin nữa. Mười ký hả con? Quần 10kg, hôm bữa con la lấy cái quần chú chó nó hơi nhỏ. Size 2 còn 10kg. 10kg cho Thanh Lê. Ừ. Thanh Lê à? Phương Thanh Lê 10kg được, size 2 được, size 2 có. Bữa Phương Thanh Lê nói là bữa lấy có cái 10kg mà thấy hơi nhỏ chú chó. À, bữa lấy cho Phương Thanh Lê size 1 đúng không? Bữa lấy cho con size 1, bây giờ lấy size 2 đi con. Lấy size 2 đi nha, để lấy size 2 cho con. Đẹp lắm luôn, quần kem size 2 nha. Quần này còn size 2 không?
Đó, cái đó size mấy? Đẹp lắm luôn á. Này size 1. Lấy size 2 đi, bữa cô lấy cho con size 1 á, đúng ra là size 1, 10 kg size 1. Không, buồn kem nó còn size 3. Đẹp quá lúc không? Hết size 2. Hết size 2 rồi, để lên quần nào size 2 cho con đi. Lấy cái quần nó đi sale cho con, quần này là size 45. Coi quần nào size 2 á Phú. Để cô lên cái quần này cho con size 2 nè con. Đẹp lắm. Một áo mặt cười trắng 28 kg đến 30 kg nha cô. Một cái mặt cười trắng cho Thảo Ngô. Ok con nè. Chị nào lấy hàng là thông tin giùm em. Đẹp lắm luôn nha. Rồi để cô lên cái mẫu này có size 2 ra lấy cho con. Bữa cô lấy con size 1 á lên Phương. Rồi chốt cho con cái áo áo ba len, áo mặt cười trắng cho Thảo Ngô nha. Ok con nè. Chốt cho con ha Thảo Ngô. Cái áo mặt cười. Rồi size cho con 50 ngàn. Quần jean 21 kg còn không con? Còn. Rồi còn để chị lên cho, để chị lên cho Nguyễn Helen nè, Helen Nguyễn phải không? Helen Nguyễn. 21 kg còn. Đây cô lên cho con size 2 nè, nè Phương ơi nha. Size 2 nha, mẫu này lấy chốt cho cô, đẹp lắm luôn. Mẫu này 45 ngàn luôn nè. Size 2, con lấy size 2 đi. Nãy một bữa là cô ra đưa cho con size 1, cái này là size 2. 45 ngàn, con muốn lấy cái nào? Mickey nha. Mickey với khủng long size 2. 45 ngàn. Đây. Sọc xanh, sọc xanh, sọc đỏ. Sọc xanh, sọc đỏ, sọc cam. Đó, muốn lấy cái này là thoải mái rồi đó nha. Nha. Cái này là size 2 à con ơi, size 2. Đẹp lắm luôn, 15 kg hết rồi con ơi. Vi Nguyễn ơi, 15 kg cô hết rồi. Rồi con Lê Phương lên à. Phương à, con lấy comment cho cô. Đó, mấy chị nào lấy quần cứ comment lên cho em. Đẹp lắm luôn. Quá đẹp luôn. Rồi đó, của Phương á con. Của Phương con lấy ra chốt đi con. Mickey nè nha, khủng long, sọc cam, sọc đỏ. Đẹp quá mà không có sai. Sọc cam, sọc đỏ. Đó, lấy size 2 đó. Bữa là cô lấy cho con size 1. Rồi, lấy quần 21 kg quần jean bé trai cho Helen Nguyễn. Rồi, đợi xíu con, đợi xíu. Lấy cho con khủng long đi cô. Rồi ok con lấy khủng long. Rồi chốt cho con cái quần này. Của con là size 2 còn mấy màu luôn á. Mấy chị mua quần á nhiều khi á nhiều lắm nhưng mà tự gì lấy trễ quá lên nó hết hàng nha. Chứ nó rất là nhiều màu luôn. Lấy trễ quá là nó hết. Rồi chốt anh Lê nè. 45 ngàn. Rồi 45 ngàn. Rồi lên cho Helen Nguyễn nè. Helen Nguyễn ơi, đẹp lắm luôn. 21 kg nha. Sale cho em 130 không con? Này sale 130. Rồi sale cho con 130 luôn nha. Quần này là tới 160, 170 lận. 130 luôn. Bây giờ còn mấy cái à. Lên cho Helen. Helen lấy chốt nha. 21 kg. Giờ lớn nhất còn 21 kg lớn nhất nè. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp, lấy chốt cho chị luôn nha. Nếu mà lấy cái này á, thì chốt cho chị cái xé nha. Quần xé, cái quần xé. Còn cái nào lên cái đó. Rồi lấy quần này chốt quần Mickey. Nếu mà lấy quần này chốt Mickey nha. Hai cái. Xe cho em đồng giá 130 luôn chứ không có giá 130 luôn. Này tới 160, 170 cái luôn. Rồi lấy cái này chốt cho chị cái cam nha, cái cam. Cái cam. Ồ
ơi đẹp lắm, cái nào cũng đẹp hết trơn á mấy chị ơi. Rồi cái xanh chữ, xanh chữ, xanh chữ, xanh chữ đẹp quá mấy chị ơi, xanh chữ. Rồi đó lấy chốt cho chị đi. Sale 130 đồng giá luôn, hàng cao cấp nha, hàng đó 160 nha. 160, 170 không có 130, tụi sale rẻ luôn, còn có mấy cái sale 130. Đó của em tổng cộng là còn 4 màu. 3 4 4 màu. Ôi đẹp quá trời luôn, 4 màu. Rồi với lại cái chữ này nữa nè nha. Trời em không biết nói sao luôn á. Đẹp lắm luôn cái chữ. Rồi xịn sò luôn. Rất là đẹp luôn. Cái sọc đỏ còn size 3 cô, cái sọc đỏ này còn size 3 không? Cái sọc đỏ nè. Không hết rồi, size 2, size 3 đó nó hết rồi. Size 3 còn cái kem đó thôi. À, hết rồi con ơi, Nhi Đoan Khanh ơi, hết rồi. Hết rồi con, Nhi Đoan Khanh. Có này size 2 à con, ừ. Cái quần đó cô cầm size 2 à. Đây lấy cái chị đang cầm đúng không? Lấy cái chị đang cầm đúng không? Đẹp quá trời luôn. Sale cho Helen Nguyễn nè. Helen Nguyễn phải không? 130. Sale cho em 130 luôn. Ôi đẹp quá. Bụi ghê luôn, cái quần này bụi. Thôi ok em. Sale đồng giá luôn á. Quần này giờ em còn 21kg lớn nhất rồi mấy chị, nên sale cho mấy chị luôn 130 luôn. Size 4 cũng được cô. Không hết luôn rồi. Hết rồi, cái đống này là còn size 2 không à con ơi. Cái đống này còn size 2 không à con. Không có size 3. Hết tất cả luôn. Size 2. Rồi chốt em luôn nha Helen. 130 luôn. Chị lấy hàng nhớ cho thông tin nha mấy chị ơi, đừng có để xin quà. Ờ. Cái khách mới nè là lấy hàng nhớ lên thông tin cho em nha mấy chị. Trời ơi mua hàng mà. Em mua hàng của ai là tự động em cho thông tin liền đã, em mua hàng rồi em cho thông tin người ta mới giao hàng được chứ. Mấy chị cứ đợi em xin hoài là thiệt luôn, hết rồi. Khổ tâm ghê luôn á. Xin cũng ngại. Xin hoài nói hoài cũng ngại, mua hàng cho thông tin sao người ta giao. Để lên áo cho Helen Nguyễn nè, đẹp quá. Rồi chốt cho Helen Nguyễn cái này ha, cái này 130. Lấy thêm đi chị, quá. Để lấy áo đẹp. Lấy. Trời đẹp quá trời luôn á, mấy cái luôn á. Mấy cái luôn á Helen ơi, đẹp quá trời luôn, cái Mickey này cũng đẹp quá trời luôn. Của em là còn 45 cái luôn. Em mới đổi địa chỉ mới rồi. Ok Helen Nguyễn, lên áo cho Helen Nguyễn chốt luôn nha. Lên áo cho Helen Nguyễn chốt luôn. Áo mặt cười, áo ba len, đẹp quá trời luôn. Áo mặt cười, áo ba len. Cái quần à, cái đó trong túi. Đẹp lắm luôn. Rồi lên áo lẻ cho Helen là chốt luôn nè Helen ơi. Xuất sắc lắm luôn. Leo nhảy nè. Vi Nguyễn chúc cô dồn đơn hồi tối với đơn dùm con luôn nha cô. Rồi ok con, chúc đi đơn luôn cho con luôn. Rồi chúc chiều đi đơn luôn. Đây đẹp lắm luôn nè. Siêu đẹp luôn, siêu đẹp luôn. Rồi xe cho em 50.000 luôn á Helen Nguyễn ơi. Helen Nguyễn lâu quá mới gặp em nè. 50.000, 50.000 nha. Bây giờ lên áo này cho mấy chị. Áo chữ chứ, áo nhảy trước đi. Cưng quá. Áo nhảy sale 50.000. Áo nhảy có 5 màu luôn á. Lấy chốt cho chị luôn. Áo nhảy 5 màu. Rồi đẹp xuất sắc luôn. Sale 50.000 luôn. Có 5 màu cho Helen Nguyễn chốt. Cái này là áo ba len. Áo ba len cũng 5 màu luôn nha. Áo ba len cũng 5 màu luôn. Trắng, vàng, đen, xanh, đỏ. Trắng, vàng, đen, xanh, đỏ, trắng. Rồi cái này là áo ba len. Lấy chốt cho chị luôn 50. Áo này đẹp lắm, hàng cô tông này bán 65-75 á. Sale trên like cho mấy chị 50.000. Đẹp lắm luôn. Rồi em lấy màu, em lấy cái nào, cái chữ cái hay là cái hình. Cái hình nhảy, hình nhảy hay chữ. Chị lên hai màu cho em đó. Hình nhảy với chữ, em muốn lấy cái nào. Sale trên like 50.000 luôn. Áo này là quá đẹp. Rồi chế nào lấy nữa gì nữa cứ comment lên cho em đi mấy chị. Đẹp lắm luôn. Cái nhảy,
Nhảy vàng với trắng, ok em, cái nhảy vàng với trắng. Vàng với trắng 21kg luôn phải không? Nhảy vàng trắng. Rồi ok, Helen Nguyễn nè. 50.000 luôn. Cái áo ba len luôn không? Áo ba len đẹp lắm luôn á. Rất là đẹp luôn. Rồi vàng với trắng, áo nhảy vàng với trắng 21kg luôn. À, một vàng là nhảy, đúng không? Sam comment một vàng nhảy. Không phải nhảy. Một ba len trắng. Em comment nhảy vàng với trắng nè cưng, nhảy vàng với trắng đúng không? Helen Nguyễn ơi, nhảy vàng với trắng nè, em mới vừa comment nè. Đẹp quá trời luôn. Comment lại cho chị đi cưng, nhảy nhảy hay là áo ba len, comment rõ cho chị đi cưng, đẹp quá. Nhảy 30kg cho Thảo Ngô, ok cưng nè, nhảy 30kg cho Thảo Ngô. Chị đã lên thông tin. Thảo Ngô lên thông tin lại giùm cô nha Thảo Ngô. Không, Thảo Ngô có thông tin đó, rồi. Là có, khỏi. Rồi Thảo Ngô có thông tin rồi. 50.000 nhảy nè, áo nhảy nè. 50.000 30kg. Áo nhảy xanh 30kg. Nhảy vàng ba len trắng, em bấm nhanh quá. Rồi ok em, áo nhảy vàng với một cái ba len trắng. Rồi 21kg luôn ha Helen Nguyễn. Rồi ok em, 21kg luôn. Có quần sọt trắng 21kg không? Ê, quần còn 21kg màu trắng không Phú? Quần á, quần còn 21kg không? Mấy quần. Cái mã này nè, còn à, không? Rồi. Hay là mấy quần kia còn không? Quần họ tiếp rồi còn 21kg không? Màu trắng. Màu trắng. Cho ba cho Helen chốt luôn. Ừ. Đợi xíu đi cưng, để chị coi còn quần nào màu trắng lên cho em luôn nha. Để coi quần nào còn màu trắng lên chốt cho em luôn. Còn tới 25kg nữa. Còn 25kg được không Helen ơi? Quần sọt á, quần cặp thun ba còn 25kg được không? Được ok chị nha, được ok chị luôn. Rồi em lên áo mặt cười nè mấy chị ơi, áo mặt cười luôn nè. Helen có lấy luôn không? 50.000 luôn. 25 giận cô ơi. Trắng hết. Đẹp lắm luôn. Rồi mặt cười 50.000 luôn. Chế nào lấy nhanh tay chốt cho em đi nha. Con em có 21kg à. Dạ. Hết rồi cưng ơi. Hết rồi nha, lấy màu khác đi, còn đẹp lắm luôn á. Trắng thì hết rồi, xuất sắc lắm luôn. Lấy mã này là được không? Mã này còn 21kg. Sáng trắng không? Hết luôn. Hết luôn. Mẹ tính lấy màu đó. Cưng quá luôn á. Còn đồ bộ nào đi chơi không nguyên bộ? Rồi ok cưng, hai Lan Nguyễn đi chơi 21kg. Giới thiệu coi em, 21kg đi chơi. Giới thiệu mấy mẫu đẹp đẹp á, mấy mẫu bà gấu á, mẫu gấu á. Rồi lấy mẫu gấu nha cưng, mẫu gấu đâu rồi, mẫu gấu đi chơi. Hàng Quảng Châu, đẹp lắm luôn, mẫu gấu. Đây, xịn sò luôn, 158.000. Bộ này là sang chảnh luôn. Sang chảnh luôn nha, gấu đen. Trời ơi, bộ này sang chảnh lắm luôn nè, 21kg. Lấy chốt hay cô luôn, 158.000. 158.000 gấu đen. Mã này xịn sò, hàng Quảng Châu nha cưng. Hàng Quảng Châu. Ôi, bộ này đẹp lắm luôn. Sang chảnh luôn, 158.000.
Rồi mã này là 160, hàng Quảng Châu không mà con ơi nha, 160. Rất là đẹp luôn. 160. Siêu phẩm luôn, cô đang lên hàng Quảng Châu á. Đẹp lắm luôn. Em muốn lấy cái nào? Hàng này chị mới về á. Bộ nón còn 21kg không? Bộ nón này nè. Nón rồi. Nón như còn một đen thì sao? 120, set nón 120. Còn set nón 120, có nón luôn. Còn trắng. Còn trắng nè. Set nón thì còn trắng 21kg. 21kg còn trắng 120. Đẹp lắm luôn, lấy chốt. À con chó đi, con chó hot nhất á. Rồi mới đưa lên rồi. Chăm chó, con chó 180 mới về á em. 180. Cái quên 158, nói 180 chỗ khác bán 180, 200 á, bộ đó đó. Shop khác bán 180, 200 nha mấy chị. Rồi, cái này còn cho 21kg nè, 120, set nón còn màu trắng. Nhiều mẫu lắm mấy chứ ơi, nó nhiều mẫu lắm. Xác nách gì cũng có hết trơn á. Trắng 120, trắng 120, set nón trắng 120 luôn. Nguyên bộ luôn á, Helen ơi. Còn màu trắng lấy chốt với chị. Chốt nghe hay lên cái trắng 120 nha, set nón trắng 120, 21kg. Ok. Trắng 120 chứ không phải 2 là sao. Ờ chốt nghe hay lên cái set nón nè. 120 ngàn. Đẹp lắm. Rồi chốt nghe cho em cái set trắng ha, cái set trắng hai con. 120. Phương còn coi like không con? Phương có lấy thêm gì không Phương? Phương có lấy thêm gì không? Hình như cái đơn của Phước Thiên hôm qua mới trả về đúng không? Đúng rồi. Để đi mốt Phước Thiên, mốt mà Phước Thiên có chốt đồ á thì gửi lại cho Phước Thiên luôn đi. Phước Thiên khách quen mà đâu có ai mà làm bậy bạ gì. Để cái đơn của Phước Thiên hôm qua trả về. Có 100 mấy rồi không? 100 mấy hay 200 mấy? Có 100 mấy. Không có nhớ nữa, biết trả về. Rồi chốt là Helen nè nha Helen. 120. Mấy chị nào mà khách quen á mà trả về là buồn lắm luôn á, thật sự mà nói. Set icon 21kg. Ok cưng, cho số tài khoản chút nữa cho, chút cho số tài khoản chốt cho Helen Nguyễn luôn rồi ok em. Chúc chị chốt rồi chị gửi tài khoản, số tài khoản cho Helen Nguyễn. Rồi có ai lấy thêm gì nữa không mấy chị ơi, có ai lấy thêm gì nữa không? Rất là đẹp luôn nha mấy chị. Rồi ok, chút nữa chị gói hàng cho em rồi chị gửi cho em, chị chuyển khoản cho em bốc ráp đúng không? Em bốc ráp phải không? Hay là chị bốc ráp? Rồi, có ai lấy gì nữa không mấy chị ơi? Có chị nào lấy gì nữa không? Comment lên cho em nha. Có ai lấy gì cứ comment lên cho em đi. Đẹp quá rồi, em lên bộ 3D về đẹp quá mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn, có ai lấy gì cứ comment lên cho em nha. Rồi ok, chị lên chị gói hàng cho em liền luôn. Rồi giờ này em ốp rồi nha mấy chị ơi, chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Hẹn mấy chị ngày mai 11:30 ha mấy chị ơi, hẹn mấy chị ngày mai 11:30.
Trời ơi đẹp lắm luôn á. Đây hôm qua quên lấy cái mẫu mà cho kim phượng vỏ, cái bộ sắt nách đó Phú, bộ sắt nách mà trong bao á, bộ sắt nách trong bao bộ cao cấp á, xe cho kim phượng vỏ, và kim phượng vỏ hỏi 10kg á con. Nhớ không? Nhớ cái mẫu sắt nách không? Mẫu sắt nách trong bao á. Đó hả? Có để đồ che lên không? 3D hả? À biết rồi. À, biết đâu rồi sao không thấy cái đó đâu vậy? Trong đó đó, trong góc trong đó đó. À đó, bộ đó đẹp lắm luôn á. Qua hôm qua kim phượng à, kim phượng vỏ hình như hỏi á, quên lên cái mẫu đó đẹp quá. Nhiều quá cần nhớ hết. Rồi xin chào cả nhà nha mấy chị ơi. Giờ này em ốp rồi nha, hẹn mấy chị ngày mai 11:30 nha. Ngày mai 11:30 nha mấy chị.